Xin được trân trọng kính chào toàn thể các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hải Dương và các tỉnh thành cùng các quý vị đại biểu đang tham dự hội thảo giải pháp tổng thể Ecovac chuyển đổi số phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương. Hội thảo được tỉnh Hải Dương và FPT phối hợp thực hiện nhằm giới thiệu các giải pháp tổng thể giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cá nhân chủ động ứng phó với đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Kính thưa quý vị, tại đầu cầu Hà Nội, tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía tập đoàn FPT có sự xuất hiện của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc tập đoàn FPT. Cùng với đó là các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và công ty thành viên FPT. Đặc biệt, hội thảo có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tôi xin phép được giới thiệu với các quý vị theo thứ tự tên địa phương như sau. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Và ngay sau đây, xin mời ông Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương sẽ giới thiệu những thành phần tham dự ở phía đầu cầu Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời ông. Cảm ơn MC của FPT. Kính thưa công chí Bí thư các tỉnh thành ủy, kính thưa công chí lãnh đạo của tập đoàn FPT, kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, kính thưa toàn thể công chí và các vị đại biểu ở các điểm cầu thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và tập đoàn FPT giai đoạn 2021-2025. Hôm nay, tỉnh Hải Dương phối hợp với tập đoàn FPT tổ chức hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể Ecovac chuyển đổi số phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về thành phần đại biểu tại điểm cầu Hải Dương, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị công chí nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị công chí nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu tham dự buổi làm việc hôm nay có đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh như Công an tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Giao thông Vận tải, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng Ủy ban tỉnh, Tỉnh đoàn và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và chuyên viên có liên quan. Đề nghị công chí liên liệt chào mừng. Tại điểm cầu cấp huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban chỉ đạo phòng chống COVID các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị công chí nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tham dự hội thảo. Kính thưa ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT. Thưa toàn thể các đồng chí và các đại biểu tham dự các điểm cầu. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương với Tập đoàn FPT giai đoạn 2021-2025 và xuất phát từ tình hình thực tiễn cấp bách
trong tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay tỉnh Hải Dương phối hợp với tập đoàn FPT tổ chức hội thảo theo hình thức trực tuyến về giải pháp tổng thể Ecovac chuyển đổi số phòng chống dịch COVID-19. Trước hết tôi xin thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội thảo tại các điểm cầu. Chúc các quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập của tập đoàn FPT 13 tháng 9 năm 1988, 13 tháng 9 năm 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, xin chúc mừng tập đoàn FPT tiếp tục có nhiều bước phát triển mới, vững chắc và thành công hơn nữa trong thời gian tới. Thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Hải Dương là 7. Xác định chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Với khát vọng đến năm 2025, tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và tới năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi Hải Dương phải có những giải pháp đột phá và bước đi đúng hướng, mà chuyển đổi số là một trong lựa chọn hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Như công chí đã biết thì hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp, diễn biến phức tạp, nhất là làn sóng COVID-19 lần thứ tư đã lan rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với sự xuất hiện của các biến chủng virus mới tạo sự mức độ lây lan nhanh và khó kiểm soát, gây ảnh hưởng trực tiếp tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và ảnh không nhỏ tới mục tiêu phát triển của tỉnh Hải Dương cũng như các cái tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian tới. Tuy vậy, với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị tỉnh, thì tỉnh Hải Dương coi những khó khăn, thách thức đó sẽ là động lực và thời cơ thuận lợi để tỉnh có thể chuyển đổi số mạnh mẽ và bứt phá hơn nữa. Và ngay sau đại hội đảng bộ tỉnh vào tháng 10 năm 2020, thì Hải Dương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, cũng như xây dựng các kế hoạch hành động để triển khai thực hiện. Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn FPT, với mong muốn tập đoàn FPT là những chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số sẽ hỗ trợ tư vấn hợp tác với Hải Dương sớm đạt mục tiêu định hướng phát triển đã đề ra. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trong bối cảnh hiện nay thì Hải Dương xác định việc cấp thiết đầu tiên là phải chuyển đổi số, đó là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và chuyển đổi số để phòng chống dịch còn làm sao hiệu quả, đồng thời là tạo đà để phát triển kinh tế xã hội trong cái tình hình mới. Và xuất phát từ kinh nghiệm từ chính thực tiễn chống dịch của tỉnh Hải Dương và các cái tỉnh thành phố bạn thì cho thấy nhờ có chuyển đổi số thì các cái biện pháp chống dịch trở nên hiệu quả hơn. Chúng ta bắt kịp mức độ lây lan của dịch bệnh, từ đó chặn đứng, khóa chặt và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Và cái việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch đã rất hiệu quả, như là khai báo y tế điện tử, truy vết, phát hiện những người có tiếp xúc gần với những người nhiễm COVID-19, theo dõi, giám sát, quản lý người cách ly, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương, quản lý công tác tiêm chủng, nhập liệu và trả lời kết quả xét nghiệm. Và đã có nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là vẫn còn có những cái việc nó chưa đồng bộ và thiếu cái sự kết nối. Có nhiều công cụ triển khai tạo thuận lợi cho người dân sử dụng, nhưng mà có thể nói là khó cho việc một số người dân trong cái việc tiếp cận các cái dịch vụ này. Và thực tế cho thấy người dân còn tỏ ra lúng túng, gặp khó khăn khi phải sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin để phòng chống dịch khác nhau. Chính vì vậy mà thông qua buổi thảo hôm nay đấy, thì tỉnh Hải Dương cũng như là các tỉnh, thành phố mong muốn là tập đoàn FPT trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh sẽ tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ giúp cho tỉnh Hải Dương có thể chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Với tinh thần đó, tôi xin phép tuyên bố khai mạc hội thảo trực tuyến giải pháp tổng thể Ecovac chuyển đổi số phòng chống dịch COVID-19. Xin chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí dự hội thảo mạnh khỏe và chúc hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Bí thư tỉnh ủy. Tiếp theo xin mời MC của FPT tiếp tục chương trình.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Vâng, thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đang đặt mọi quốc gia, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đứng trước cuộc chiến sinh tử. Và ngay sau đây, tôi xin được mời quý vị đại biểu hãy dành ít phút để cùng nhìn lại những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt qua một clip ngắn sau đây. Báo động đỏ về khu K1, lầu 1, khu K1 ý. Thì mình sẽ lấy em bé ra, nghĩa là mình sẽ chấm dứt thai kỳ này. Em sợ lắm. Em không có. Em không có. Không lấy có cái điện thoại của mình. Nó chỉ là khoảnh khắc mà trong tích tắc có thể sự hụt hẫng khi bất lực nhìn bệnh nhân ra đi. Cái sự đau khổ của người cha, sự bất lực của người cha trước cái việc là không thể gặp con vì cái dịch bệnh. Thưa quý vị, đứng trước những thách thức trên mọi mặt trận, đâu sẽ là lời giải giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động ứng phó vượt qua đại dịch COVID-19. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, sẽ có bài phát biểu về chương trình FPT EcoVox. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, kính thưa các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, đối tác của tập đoàn FPT. Cảm ơn các chị đã tổ chức buổi hội thảo quan trọng này. Tôi muốn kể một câu chuyện trước khi nói về cái giải pháp của cái cuộc hội thảo này. Nhưng mà trước đấy tôi cũng rất muốn cảm ơn anh Thăng đã đồng ý để FPT được tổ chức cái hội thảo này vào ngày sinh nhật lần thứ 33 của mình
mà chúng tôi coi cái sinh nhật này vô cùng đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên FPT có cơ hội được đóng góp miễn phí cái công nghệ của mình cho các địa phương, cho các doanh nghiệp, cho người dân để chống COVID. Cho nên cái buổi hội thảo hôm nay là chúng tôi rất biết ơn Thăng và lãnh đạo Hải Dương đã cho phép chúng tôi làm vào đúng ngày hôm nay mặc dù kênh rất bận. Câu chuyện của tôi muốn kể là thế này. 23 năm trước thì chúng tôi có một cái khát vọng là mở rộng bờ cõi trí tuệ của đất nước, ghi tên Việt Nam vào bản đồ số thế giới. Và ngày đấy thì lực lượng phần mềm của FPT cũng rất nhỏ bé, rất yếu. Việt Nam cũng vậy. Và mọi người không bao giờ nghĩ rằng là Việt Nam vào năm 1998 có thể bán phần mềm cho Mỹ, cho Nhật, cho châu Âu. Không ai tin vào điều đó. Và sự thật chúng tôi đã thất bại liên tục. Chúng tôi với cái mong muốn cháy bỏng của mình, chúng tôi lập tức mở chi nhánh ở Silicon Valley ở Mỹ. Và không một khách hàng nào, chúng tôi phải đóng cửa. Chúng tôi hy vọng rằng sang Ấn Độ mở chi nhánh tại Bangalore thì sẽ có khách hàng hay thường xuyên đến với Nhật thì cũng đến với một cái công ty đóng tại Ấn Độ. Không ai đến. Chúng tôi lại thất bại. Và vào trong những cái thời điểm thất bại đó thì chúng tôi mới dành, mới nghĩ bảo làm thế nào để trong một cái thế rất là yếu mà có thể thắng được những cái đối thủ rất mạnh như là Ấn Độ, như là Trung Quốc. Chúng tôi chỉ có một niềm tin rằng người Ấn Độ làm được, người Trung Quốc làm được thì người Việt Nam cũng làm được. Và chúng tôi đã tìm đến một cái quyền năng, một cái sức mạnh kỳ lạ có thể giúp chúng ta vượt mọi khó khăn, thắng mọi kẻ thù. Đấy chính là chiến tranh nhân dân. Dân tộc ta đó là một cái dân tộc đặc biệt, đã từng đối mặt với những cái thế lực mà làm cả thế giới run sợ. Tôi không ngờ khi sang Hungary, người ta lại bảo tôi rất yêu các bạn Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì trong máu tôi, chúng tôi có máu của các bạn. Hóa ra là quân Mông Cổ nó đóng ở sông Danube. Tôi đã đọc hầu hết các binh thư, đặc biệt là binh thư của Trần Hưng Đạo. Chúng tôi đã đọc tất cả các lịch sử, các cuộc chiến tranh trong của thế giới. Chúng tôi đọc hồi ký của các tướng lĩnh. Và trực tiếp cá nhân tôi ngày đấy, vì khát vọng xuất khẩu phần mềm, tôi đã cầm sách bút đi học hỏi các tướng lĩnh, các danh tướng trực tiếp chỉ huy các cuộc chiến thần thánh của dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Trung tướng Hồng Cư, Trung tướng Hồng Sơn. Tất cả các vị đã tận tình, và kể cả sau này tôi học cả bác Lê Khả Phiêu. Các bác đã tận tình dạy dỗ, và cuối cùng tôi hiểu thực ra là một chân lý rất đơn giản. Muốn chiến thắng thì chúng ta cần phải huy động sức mạnh của toàn dân, một tinh thần hy sinh của toàn dân cho cuộc chiến. Và chúng ta phải đánh bằng mọi cách mà cực kỳ sáng tạo. Việt Nam, bác Hồ nói, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng cuốc xẻng gậy gộc, ai cũng phải đánh. Và khi mà chúng ta làm được chuyện đó, chúng ta huy động sức mạnh của cả hệ thống, của tất cả các tổ chức, của mỗi người dân, với tinh thần một, mọi tổ chức từ những nhóm nhỏ nhất ở trên phố, phường, xã, quận, huyện, tỉnh. Và mỗi một doanh nghiệp và trách nhiệm người dân thì chúng ta sẽ chiến thắng. Mọi tổ chức sẽ thành thành lũy xanh, mọi người dân sẽ thành công dân chống dịch. Thì cái bài học đó là chúng tôi đã áp dụng, và
các anh đều biết là đến ngày hôm nay, Việt Nam đã trở thành một cái tên rất đáng quan tâm, có thể gần như là chỉ còn sau Ấn Độ và Trung Quốc. Và trên thực tế khi mà chúng tôi chiến đấu trên tất cả các chiến trường trên toàn thế giới đó, thì chúng tôi chỉ gặp thực ra chỉ còn một cái đối thủ chính này là Ấn Độ. Và hàng trăm công ty hàng đầu của thế giới đã chấp nhận. Và bây giờ thì người ta còn đánh giá cao Việt Nam, hiểu theo nghĩa là chúng ta đánh rất sáng tạo. Tôi rất muốn chia sẻ cái bài hội thảo này nữa, là chúng ta thiết kế theo cái tinh thần chiến tranh nhân dân để chống dịch COVID. COVID đến Việt Nam như một thảm họa, và cả thế giới cũng vậy. Và thực ra chưa một quốc gia nào đã thắng được COVID. Riêng từ 27 tháng 4 đến nay là đã trên 600.000 người bị mắc và trên 15.000 ca tử vong. Khảo sát của VN Express cho biết rằng chúng tôi khảo sát 71.000 doanh nghiệp và trên 71.000 lao động và 20.000 doanh nghiệp, thì kết quả rằng là 62% lao động đã mất việc, và trong số đó họ chỉ có đủ tiền để sống trong một tháng nữa thôi. 70% doanh nghiệp đã tạm ngừng, một nửa còn lại 15% đã đóng cửa, chỉ có còn 14% đang cố gắng duy trì sản xuất. Và tất cả các doanh nghiệp ấy cũng chỉ chủ yếu là có cái nguồn vốn dự trữ để vận hành trong một tháng, dài là 3 tháng, hầu hết các doanh nghiệp là như vậy. Kể cả một thành phố mà tiềm lực kinh tế là mạnh nhất nước như thành phố Hồ Chí Minh, là chỗ chúng tôi đã tham dự rất là nhiều, thì cái ngân sách để an sinh thôi, riêng an sinh chứ chưa nói chuyện chống dịch, chưa nói tất cả những cái chuyện mà chúng ta hoạt động, là 6.000 tỷ đồng một tháng. Và thành phố chỉ có thể duy trì việc ấy trong 2 tháng nữa. Hàng triệu trẻ con không được đến trường. Hàng triệu người không có đủ tiền ăn tiền ở. Và thế giới cũng nói rằng chúng ta không diệt được hoàn toàn COVID. Cho nên điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chúng ta chế ngự COVID, chiến thắng COVID. Đối với tôi, hiểu chiến thắng COVID là nghĩa là thế nào? Là đầu tiên là chúng ta sẽ, các hoạt động kinh tế xã hội phải quay trở lại trong một cái cách thức an toàn. Và số ca tử vong phải giảm thấp nhất hơn các mức của các nước phát triển đang có. Tôi nghĩ đấy là chiến thắng COVID. Khi bắt đầu dịch ấy, tỷ lệ của chúng ta là chỉ có 1,55% tử vong. Và đến bây giờ chúng ta đã vượt các cái chuẩn trung bình của thế giới là 2,4%. Cho nên có thể nói rằng cuộc chiến này đó là một cuộc chiến sinh tử. Từng giờ, từng khắc sẽ được tính bằng tính mạng và của cải của đồng bào chúng ta. Và thời gian không nhiều để chúng ta suy nghĩ, ta lề mề, chậm chạp. Chúng ta phải hành động quyết liệt. Thế thì tôi tin là Việt Nam sẽ chiến thắng. Và có thể chúng ta chiến thắng, chính chiến tranh nhân dân sẽ giúp chúng ta chiến thắng, trong khi các nước tiền tiến phát triển chưa chắc đã thắng. Một nửa đảng của Mỹ là chống COVID, chống vaccine. Họ có những vấn đề của họ. Ta không giàu bằng họ, ta không có cái hạ tầng y tế cộng đồng mạnh như họ. Nhưng chúng ta có đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua. Và trong cuộc chiến này, công nghệ là vũ khí thiết yếu. Chính vì như vậy cho nên chúng tôi, với tư cách cái công ty hàng đầu về công nghệ của quốc gia, tự thấy mình phải có trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm với các địa phương,
Đây chính là cái lý do mà cuộc họp hôm nay, và một lần nữa lại cảm ơn anh Thăng đã giúp chúng tôi được tổ chức hội thảo này. Bây giờ đã nói chiến tranh thì chúng ta phải nói vấn đề về chiến lược. Để chiến thắng COVID chúng ta cần có những điểm. Các trình bày tiếp theo sẽ nói rõ hơn nhiều, nhưng mà nói những cái cốt lõi của cái cuộc chiến này. Thứ nhất ạ, tôi nghĩ rằng là muốn thắng con COVID thì chúng ta phải phát hiện sớm nhất và khoanh vùng đỏ bé nhất. Ý tưởng của chúng tôi là tại nơi cư trú. Cái thứ hai đó là phải bảo vệ chặt nhất những vùng xanh và liên tục mở rộng vùng xanh. Mà trước hết là dành cho doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp là tạo ra của cải vật chất, tạo ra tiền bạc cho xã hội, tạo ra công ăn việc làm, chúng ta phải tập trung giải quyết. Thứ ba nữa đó là cuộc chiến thắng này là cuộc chiến thắng của công nghệ. Khi mà dịch bùng phát ở quy mô hàng triệu người đó, thì không một quốc gia nào, bất cứ là giàu có bao nhiêu, bất cứ là có thể đông đảo bác sĩ thế nào đi nữa, không đủ phục vụ dịch. Cho nên con đường mà chúng tôi đề xuất ngày hôm nay đó là dùng công nghệ, dùng trí tuệ nhân tạo để giải quyết cái quy mô bài toán. Chúng ta phải chỉ huy một cách sắc sảo. Ngày xưa cha ông ta đánh giặc á, là cha ông ta không có cơ hội để trang bị những cái vũ khí hiện đại như thế này. Nhưng ngày nay Việt Nam là chúng ta làm được. Và đây là những cái hướng giải pháp để có thể triển khai ngay. Cái tiếp theo á, là 76 năm thành lập nước với mục tiêu Bác Hồ đặt ra là được trẻ con được học hành. Và ngày hôm nay ấy, chúng ta không cách nào để một em học sinh nào không được học hành, chuyện đấy không thể chấp nhận được. Và chúng ta lại nói đến công nghệ. Các em phải được học. Tiếp theo đó, các em rất hiếu động. Chưa bao giờ lại đi học mà lại học tại nhà một mình. Và nếu mà chúng ta không làm tốt, thì sau này chúng ta sẽ có những cái thế hệ thanh niên Việt Nam mà hỏng kiến thức cơ bản. Và đấy cũng là điều không thể chấp nhận được. Tôi sang Myanmar rồi. Tôi gặp cái thế hệ Myanmar mà có học có hành ấy, thì họ thông minh, họ tuyệt vời. Đông Tây cổ. Nhưng mà khi mà FPT tuyển các bạn thanh niên và làm việc cho FPT tại công ty Myanmar đó, thì chúng tôi thất vọng tuyệt đối. Phải dạy cho các bạn từng ly từng tí một, cái gì cũng phải dạy. Nói không hiểu, hiểu không biết làm, làm không học được. Cho nên là chúng ta phải, không phải chỉ các em chỉ được học mà còn phải học được. Tiếp theo nữa là tất cả cái đất nước của chúng ta vào ngày hôm nay không thể nào mà lại để cho ai đó đói rét được. Không thể chấp nhận. Cho nên cái việc mà giải quyết một cách chuẩn xác cái vấn đề an sinh xã hội để ai cũng có thuốc là vấn đề. Có thức ăn, có nhu yếu phẩm, đấy là điều chúng ta buộc phải làm và làm bằng mọi cách. Và cái quan trọng nhất á, mà tôi hy vọng cực kỳ lớn lao đó là mắc COVID nhưng không chết. Mắc COVID mà không chuyển nặng không tử vong. Tất cả cái chuyện đó, đó theo tôi hiểu khi nói chuyện với các bác sĩ, quan trọng nhất là điều trị kịp thời, là nắm thực trạng bệnh kịp thời. Hầu hết chúng ta sẽ chẳng có vấn đề gì, COVID cũng như cúm mùa. Nhưng có một bộ phận 10%
là sẽ chuyển nặng, và trong bộ phận ấy sẽ có một bộ phận tử vong. Và nếu mà chúng ta có đầy đủ dữ liệu kịp thời đó thì không chuyển nặng và không chết. Và đấy cũng là một cái giới thiệu rất quan trọng, là phải dùng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ bác sĩ chăm sóc cái quy mô hàng chục vạn người điều trị tại nhà. Không có một cái lực lượng nào có thể đầy đủ chuyên môn để làm việc đó. Và cái cuối cùng rất quan trọng là tất cả những hành động đó, tất cả những chương trình đó, một khối lượng công việc khổng lồ nhưng được điều hành một cách theo cái chuẩn cao của cha ông ta đã tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân. Và có thể chúng ta còn cao hơn nữa nhờ các vũ khí về dữ liệu lớn, về trí tuệ nhân tạo, về phân công phân nhiệm, về tổng kết kế hoạch, về phân tích. Chúng ta cần phải có những bản đồ tác chiến để các vị lãnh đạo, các vị bí thư, các vị chủ tịch ra những mệnh lệnh sắc sảo cho các tư lệnh từng ngành của mình làm việc thật tốt, thật trôi chảy. Và sau này, cái khối lượng công việc khi mà chúng ta đã chế ngự được COVID, khi mà chúng ta đã chiến thắng COVID, thì chúng ta còn biết trăm công nghìn việc, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn mãi mãi sống với COVID. Và đấy là cái mong muốn chia sẻ của tập đoàn FPT với các quý vị ngày hôm nay. Hy vọng là các vị sẽ đặt nhiều câu hỏi, và kinh nghiệm của Hải Dương chiến thắng dịch tuyệt vời. Hải Dương là một trong những tỉnh thắng rất nhanh, và tôi chắc chắn rằng là anh Thăng đã chỉ đạo chống dịch kiểu của các cụ theo cách chiến tranh nhân dân. Và chúng tôi cũng lăn lộn với thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều, và bây giờ chúng ta chuẩn bị làm với rất nhiều địa phương khác, thì cũng rất là mong các anh triển khai thật gấp. Như vậy chúng ta là những người chiến hữu trên một chiến hào chống và thắng giặc COVID. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, xin được cảm ơn ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT ạ. Vâng, như ông Bình cũng vừa chia sẻ, FPT Ecovax là giải pháp chuyển đổi số tổng thể ứng phó với đại dịch COVID-19, giúp giảm thiểu tối đa người tử vong và tăng tối đa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Và để có những thông tin chi tiết hơn về chương trình, kính mời quý vị đại biểu hãy lắng nghe 6 bài trình bày về các giải pháp của chương trình FPT Ecovax. Phần trao đổi thảo luận sẽ ở phía cuối chương trình. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT, lời trình bày giải pháp chỉ đạo xanh. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các anh chị lãnh đạo tham gia hội nghị, những gì đang diễn ra tại Việt Nam làm chúng ta gợi nhớ về những năm 1965, khi Mỹ ồ ạt đưa 30 vạn quân vào Việt Nam. Năm 1966, chúng ta đã có nhiều thắng lợi tại các mặt trận. Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục leo thang chiến tranh. Trong tình hình cuộc chiến sẽ lan rộng và kéo dài, ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong trận chiến chống COVID, biến chủng Delta với khả năng lây nhiễm vượt trội đã làm tình hình dịch bệnh kéo dài, với số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh. Giãn cách xã hội làm kinh tế đình trệ, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến này sẽ là vaccine. Ngoài liều vaccine y tế cho từng người dân, FPT tin tưởng sâu sắc sự cần thiết của một liều vaccine công nghệ dành cho chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp. Xin trân trọng giới thiệu với các quý vị đại biểu bộ giải pháp FPT Ecovax. Thực trạng trong quá trình chống dịch vừa qua, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề về dữ liệu. Chúng ta thiếu dữ liệu kịp thời, chính xác để có thể ra quyết định. Ngoài ra, khi chúng ta ra quyết định, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề về triển khai. Không có một cái công cụ phù hợp, tập trung làm cái quá trình triển khai thiếu hiệu quả. Cuối cùng, việc chống dịch là một vấn đề sẽ kéo dài. Chúng ta các giải pháp tình thế yêu cầu một cái nguồn lực xã hội quá lớn. Vì vậy, chúng ta không thể yêu cầu những bác sĩ, y tá làm việc 16-18 tiếng một giờ kéo dài hàng năm trời. Chúng ta cần có một giải pháp tổng thể hiệu quả hơn trong thời gian bình thường mới.
Bộ giải pháp của chúng tôi tập trung vào giải quyết 3 cái vấn đề trụ cột. Thứ nhất là giảm thiểu được số ca tử vong. Thứ hai là hồi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Và cuối cùng là đảm bảo được an sinh xã hội cho người dân. Bộ giải pháp được xây dựng trên những cái nguyên tắc chống dịch xuyên suốt, đảm bảo được cái trách nhiệm của lãnh đạo, phân quyền ủy quyền rõ ràng, giao nhận nhiệm vụ, có hệ thống báo cáo để đảm bảo được thông tin được thông suốt. Ngoài ra chúng tôi cho rằng việc theo dõi chặt chẽ được các cái nguồn lực hậu cần là vô cùng quan trọng, như là giường bệnh, oxy, máu. Bên cạnh đó thì toàn bộ giải pháp được thể hiện trên một hệ thống bản đồ trực quan, dễ nhìn để các lãnh đạo có thể ra quyết định. Hệ thống FPT Ecovac của chúng tôi bao gồm hai cấu phần chính. Cấu phần thứ nhất là trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid. Cấu phần thứ hai là một hệ thống các cái giải pháp quản lý hoạt động chống dịch. Cấu phần thứ nhất bản chất là một nền tảng dữ liệu mở có nhiệm vụ tổng kết, tổng hợp và lên báo cáo hoạt động chống dịch. Bên cạnh đó, hệ thống này có thể phân phối đến dữ liệu đến các cái phần mềm có liên quan. Cấu phần thứ hai là một cấu phần mở. Chúng ta có thể sử dụng các giải pháp của FPT Ecovac cũng như các cái phần mềm có sẵn tại địa phương cùng với việc kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Để đi vào chi tiết của các giải pháp, tôi xin trình bày theo ba cái trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là giảm thiểu được các cái ca tử vong. FPT Ecovac tập trung vào giải quyết ba cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là vấn đề triển khai tiêm vaccine một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vấn đề thứ hai là giảm thiểu lây nhiễm thông qua hệ thống camera theo dõi giãn cách để đảm bảo được là số ca lây nhiễm là thấp nhất. Cuối cùng, khi có người bệnh bị F0, chúng ta sử dụng hệ thống để phân loại mức độ nghiêm trọng người bệnh và đưa họ đến các cơ sở y tế phù hợp. Để đảm bảo mục tiêu số 2 là phục hồi và thúc đẩy kinh tế, chúng tôi tập trung vào đối tượng người lao động. Người lao động xanh là yếu tố quan trọng để xây dựng ra doanh nghiệp xanh, con đường xanh. Chúng ta sẽ xây dựng được những cái thẻ cho người lao động, từ thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ. Dựa trên các thẻ này, chúng ta sẽ có được doanh nghiệp, mức độ xanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra quyết định là doanh nghiệp có thể mở cửa 30, 50 hay 70%. Để giải quyết vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, chúng tôi tập trung vào việc phân loại các nhóm đối tượng cần hỗ trợ như người nghèo, người neo đơn. Chúng tôi đảm bảo được các cái nhu cầu cơ bản của họ như là đồ ăn, lương thực, thuốc men. Bên cạnh đó, chúng tôi giải quyết các cái vấn đề về giáo dục cho trẻ em. Trên màn hình các anh chị có thể nhìn thấy một cái ứng dụng là bác sĩ xã. Đây là một ứng dụng rất hiệu quả trong thời kỳ giãn cách, khi những cái người dân không có điều kiện tiếp xúc với lực lượng y tế, khi họ bị những cái bệnh nền như là huyết áp, tiểu đường, thì hệ thống khám chữa bệnh từ xa sẽ giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu anh Trần Đăng Hòa, giám đốc điều hành công ty FPT Software, sẽ giới thiệu đến các quý vị giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội của FPT Ecovac. Xin kính chào các quý vị. Tôi xin đại diện FPT trình bày các giải pháp liên quan đến an sinh trong việc phòng chống dịch. Thực trạng khi dịch bệnh xảy ra, tất cả các địa phương đều sẽ phải tiến hành giãn cách xã hội. Tùy quy mô của dịch bệnh, chúng ta có thể tiến hành từ mức chỉ thị 15, 16, 16 cộng và hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đảm bảo cho toàn bộ người dân chúng ta được quyền sinh hoạt thiết yếu, không xáo trộn cuộc sống của người dân. FPT đề xuất một bộ giải pháp hướng nhóm đối tượng đầu tiên là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, là những người không có thu nhập hoặc bị mất thu nhập khi dịch bệnh xảy ra, những người đang được trợ cấp bởi xã hội. Đây là những cái nhóm đối tượng mà không có khả năng mua sắm. Thì FPT sẽ xây dựng cái hệ thống để cho các đơn vị đoàn thể hỗ trợ đến nhóm người dân này một cách minh bạch, đảm bảo không ai bị sót lại và đảm bảo thông tin được thông suốt và minh bạch. FPT cũng cung cấp
cái giải pháp để cho chính quyền địa phương vận hành hàng cứu trợ và chợ không đồng, từ việc quản lý nguồn hàng cứu trợ đưa về tổng kho, đưa về các đơn vị phường cấp phường xã và tổ dân phố và đưa về đến người dân một cách thông suốt, mạch lạc, kèm theo báo cáo real time tới ban chỉ đạo. Nhóm đối tượng thứ hai là phần lớn những cái người dân còn lại có thu nhập và có nhu cầu đi chợ mua sắm an toàn. FPT cũng sẽ cung cấp bộ giải pháp công cụ để trợ giúp chính quyền địa phương, phường xã thực hiện việc mua sắm này một cách an toàn, thông suốt và có hệ thống với năng suất cao nhất. Đặc biệt khi dịch bệnh kéo dài, chúng ta có thể đứt gãy nguồn cung cấp, chúng ta có thể thiếu hụt nhân lực để thực hiện các công việc này, thì hệ thống sẽ giúp chúng ta tăng năng suất, hỗ trợ, tăng tính minh bạch và tăng tính hệ thống hóa tất cả các hoạt động hỗ trợ của chúng ta. Chợ truyền thống và chợ đầu mối là chiếm 65-80% nhu cầu mua sắm của người dân và là nơi dễ bị tổn thương nhất. FPT xây dựng bộ giải pháp hướng tới 3 trụ cột. Thứ nhất, đảm bảo việc ra vào chợ một cách thông suốt và an toàn. Thứ hai, xây dựng cái mô hình vận hành chợ từ lúc người mua hàng đến lúc người mua nhận hàng một cách an toàn, chính xác. Và thứ ba là luôn luôn cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, ngay lập tức để báo cáo chính quyền và các đơn vị có hướng xử lý. Đây là các hình ảnh minh họa các cái đầu việc mà chúng tôi đã thực hiện, từ việc quản lý tiểu thương trên hệ thống, quản lý hàng bán, hàng mua, đầu ra đầu vào, tồn kho, thậm chí là giá cả khi mà dịch bệnh xảy ra. Thứ hai là quy trình kiểm soát người vào, người ra an toàn. Thứ ba là quy trình vận hành đơn hàng một cách hiệu quả, đơn giản nhất, đặc biệt khi chúng ta có rất nhiều người muốn mua và rất nhiều người muốn bán và với một số người rất nhỏ vận hành cái chợ đó. Và thứ tư là khi mà dịch bệnh diễn ra căng thẳng, người dân không thể đi ra ngoài đi chợ, thì chúng tôi cũng cung cấp cái phương thức để người dân có thể mua hàng online và tình nguyện viên hoặc là quản lý chợ sẽ mang hàng tận nơi đến nhà người dân, đảm bảo an toàn và người dân vẫn có nhu yếu phẩm để sử dụng. Thì đây là 4 cái việc chính mà chúng tôi sẽ vận hành đưa vào chợ truyền thống. Thưa quý vị, và trên màn hình chính là cái sơ đồ vận hành cái chợ truyền thống một cách an toàn mà chúng tôi đã vừa trình bày lúc nãy. Để phân hạng đối tượng cần được hỗ trợ tại địa phương, FPT đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp cho các cấp lãnh đạo quản lý xác định được nguồn thu nhập, mức độ khó khăn của người dân để hướng người dân vào luồng chợ truyền thống hoặc vào luồng cứu trợ. Và trên màn hình là các cái thành quả chúng tôi đã thực hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc quản lý chợ không đồng và quản lý chợ truyền thống. Xin quý vị theo dõi. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu anh Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc công ty FPT Smart Cloud, lên trình bày với quý vị về việc quản lý và chăm sóc F0 tại nhà. Thưa quý vị, để thực hiện thành công chiến lược sống chung cùng với COVID-19 và mở cửa xã hội, nền kinh tế, nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân là giảm thiểu số lượng tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp do COVID-19 gây ra. Trong đó, việc điều trị F0 không có triệu chứng hoặc F0 nhẹ tại nhà là một bước đi quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Khi đó, chúng ta sẽ dành những nguồn lực quý giá nhất của đất nước, của địa phương cho việc chăm sóc
chữa trị, đảm bảo F0 chuyển nặng ít nhất, đảm bảo F0 tử vong ít nhất có thể. Tuy nhiên, việc cách ly và chữa trị F0 tại nhà cũng đi kèm rất nhiều các thách thức, trong đó nổi bật là thách thức về thông tin, làm sao có thể cập nhật kịp thời, chính xác, thách thức về chăm sóc người bệnh, làm sao người bệnh được quan tâm, được theo dõi và được cung cấp các hỗ trợ y tế cơ bản tại nhà một cách kịp thời, thường xuyên, điều mà tiêu tốn rất nhiều công, sức của các cơ quan phòng chống dịch. Mục tiêu lớn nhất về thông tin là chúng ta cần phải truyền tải thông tin chính xác, thông tin hữu ích đến cho F0 và người thân chăm sóc F0 tại gia đình. Các thông tin, ví dụ như là quy trình tự lấy mẫu, xét nghiệm nhanh, các bước theo dõi bệnh nhân tại nhà, hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế, cần được dễ dàng tiếp cận, dễ hiểu với mọi đối tượng và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Chúng tôi tạo ra cổng thông tin dành cho F0 và tích hợp với các kênh truyền thông của trung ương, địa phương, đảm bảo phân phối thông tin có nội dung và thiết kế hình ảnh trực quan, sinh động, hữu ích để người dân dễ dàng tiếp cận và tiếp thu. Những cổng thông tin này hỗ trợ hơn 6 triệu người dân trong thời gian vừa qua. Cổng thông tin cũng tích hợp với các kênh thông tin truyền thống như của bưu điện, của các tổ dân phố để đảm bảo thông tin đến được mọi đối tượng, đặc biệt là đối tượng trong diện khó khăn. Cổng thông tin cũng tạo ra sự kết nối giữa người dân, bệnh nhân và các chuyên gia đầu ngành về y tế để người dân được tư vấn tốt nhất về việc sử dụng thuốc, về việc tập thở, chăm sóc người bệnh và các vấn đề liên quan đến cả tâm lý. Hệ thống giúp đồng bộ thông tin giữa các đơn vị, giúp kết nối và giúp tra cứu thông tin liên quan đến các nhu cầu của người dân. Khi người dân tìm thấy những thông tin mình cần và những thông tin về chính họ, họ biết được họ đang được quan tâm, họ đang được hỗ trợ. Một việc rất quan trọng nữa là chúng ta cần nắm được tình hình của từng cá nhân. Chúng ta có tư vấn cho các cá nhân đó và chúng ta cần phải có giải pháp để có được sự hỗ trợ kịp thời cho họ. Khi vaccine được phủ trên quy mô lớn, chúng ta dỡ bỏ các giãn cách, các ca nhiễm COVID-19 ở mức nhẹ thuộc diện điều trị tại nhà sẽ tăng nhanh. Số lượng F0 có thể tăng từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày. Chúng ta vẫn cần phải nắm vững được tình hình, cần phải tư vấn, ghi nhận các yêu cầu hỗ trợ của họ. Việc này tạo ra một sức ép rất lớn cho đội ngũ phòng chống dịch khi họ phải hỗ trợ song song hàng trăm nghìn bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà cùng một lúc. Do đó, FPT đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và thành công tạo ra trợ lý y tế ảo hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại nhà. Trợ lý y tế ảo phục vụ công tác phòng chống dịch COVID ở 3 giai đoạn. Giai đoạn nghi ngờ lây nhiễm, giai đoạn điều trị và giai đoạn phục hồi sau lây nhiễm. Đi kèm với 3 giai đoạn đó là 3 giải pháp. Trợ lý khảo sát sức khỏe F0, F1 ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và tự động gọi điện đến các F0, F1 tìm hiểu và phát hiện các triệu chứng của COVID-19, kịp thời chuyển thông tin của các ca nghi nhiễm đến cơ quan y tế. Trợ lý hỏi đáp thông minh, hỗ trợ bệnh nhân kết nối liên tục với các thông tin hướng dẫn điều trị tại nhà, hoạt động 24/7, không gián đoạn ngay cả trong thời điểm đỉnh cao nhất. Trợ lý ảo thu thập thông tin dịch tễ như sức khỏe, nhiệt độ, nhịp tim, SpO2, huyết áp và các triệu chứng khác, đồng thời cung cấp và tư vấn cho người dân các thông tin, các cách thức chăm sóc bệnh nhân về thuốc, về cách sử dụng thuốc. Thứ ba là trợ lý tổng đài phòng chống dịch, hỗ trợ các cộng tác viên, các nhân viên y tế trực đường dây nóng nhằm tiếp nhận và giải đáp các thông tin, khai báo dịch tễ, ghi nhận các yêu cầu hỗ trợ từ các bệnh nhân, ví dụ như là trở nặng, như là cấp cứu hoặc các nhu cầu thiết yếu khác về lương thực, thuốc thang. Và các thông tin này được trực tiếp chuyển vào hệ thống thông tin của cơ quan phòng chống dịch. Đối với lực lượng y tế tuyến đầu, trợ lý ảo giúp giảm tải lượng công việc, tiết kiệm thời gian, nhân sự cho đội ngũ bác sĩ, giúp họ tập trung vào công việc chuyên môn, cứu chữa bệnh nhân. Trợ lý ảo đóng vai trò sàng lọc, lấy thông tin bước đầu, giúp bác sĩ nhanh chóng tiếp cận và xử lý ca bệnh. Đối với các cơ quan quản lý y tế địa phương, trợ lý ảo giúp thu thập thông tin, xử lý với khối lượng khổng lồ trong thời gian ngắn, giảm thiểu sai sót, giảm lượng nhân sự cần tới để hoàn thành công việc. Đối với người dân, trợ lý ảo giúp người dân nhận được hỗ trợ thông tin và tư vấn chữa bệnh 24/7 với nguồn tin chính thống, hỗ trợ kịp thời. Trong thời gian qua, các giải pháp tư vấn viên ảo của FPT đã hỗ trợ công tác phòng dịch
COVID-19 qua việc tích hợp với tổng đài 1800-1119 của Chính phủ, tổng đài 1022 của Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hiện hơn 2,6 triệu cuộc gọi khai báo y tế. Trong thời gian qua, các giải pháp tư vấn viên ảo của FPT đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 qua việc tích hợp trên tổng đài 1800-1119 của Chính phủ, tổng đài 1022 của Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hiện hơn 2,6 triệu cuộc gọi khai báo y tế, sàng lọc và chăm sóc F0 ở những khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, các giải pháp này còn được gắn trên các kênh truyền thông như website, Facebook, Zalo để giúp người dân có thể tiếp cận thông tin qua một kênh quen thuộc. Thưa quý vị, công nghệ đang giúp giảm tải cho toàn bộ mạng lưới phòng chống dịch. Tuy nhiên, việc đó chỉ có thể thành công khi chúng ta có được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa máy và con người. Trong bối cảnh của chúng ta chính là các chuyên gia, các bác sĩ tại địa phương hoặc trên phạm vi toàn quốc. FPT đã xây dựng nền tảng chung kết nối nhanh chóng các bác sĩ địa phương, bác sĩ tuyến đầu với người dân, tạo điều kiện hỗ trợ và tư vấn kịp thời cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, phòng ngừa COVID-19 tại nhà. Nền tảng này hỗ trợ một sự kết nối ổn định, giúp bác sĩ tư vấn tiện lợi, đa kênh, tương tác với người được tư vấn một cách dễ dàng. Với việc ứng dụng các giải pháp hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, chúng tôi có thể mang đến các thông tin chính xác nhất, nhất quán và giúp lan tỏa đến từng tổ chức, gia đình và các cá nhân. Chúng tôi có thể tương tác, tư vấn và tiếp thu, ghi nhận các yêu cầu từ một số lượng rất lớn các bệnh nhân cùng một lúc. Các kiến thức được tư vấn dựa trên các hướng dẫn chính thống, được cập nhật liên tục và giúp người dân yên tâm hơn trong điều trị tại nhà, giúp giảm tải cho đội ngũ phòng chống dịch và giúp cho các phương án chữa trị F0 tại nhà trở nên khả thi. Sau đây tôi xin giới thiệu anh Lý Đức Đoàn, Giám đốc Trung tâm Y tế số, Công ty Hệ thống Thông tin FPT, xin trình bày đến quý vị chủ đề Doanh nghiệp xanh và lưu chuyển xanh. Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu tham dự hội nghị, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin gửi tới hội nghị bài tham luận về doanh nghiệp xanh là một cấu phần trong bộ giải pháp tổng thể ECOVAC của tập đoàn FPT. Luận của tôi bao gồm khái quát về một số vấn đề và thách thức mà doanh nghiệp gặp phải, mạnh dạn nêu lên ý tưởng và sáng kiến nhằm kết nối xuyên suốt các hoạt động, từ đó vận hành trở lại việc sản xuất, kinh doanh gắn liền với các tiêu chí an toàn, phòng chống dịch trong thời gian tới. Thực tiễn trong giai đoạn các địa phương triển khai áp dụng chỉ thị 16, 16 cộng cũng như các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng băng mọi hoạt động. Một số mô hình sản xuất 3 tại chỗ đã từng được áp dụng thành công tại một số địa phương, tuy nhiên lại bộc lộ ra những vấn đề và điểm yếu tại nơi khác do tính đặc thù của quy mô sản xuất cũng như nền tảng văn hóa xã hội địa phương. Ngoài ra, chủng virus liên tục biến đổi, mô hình sản xuất 3 tại chỗ cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các lây nhiễm cục bộ ở mức độ cao. Mô hình này cũng đã và đang tạo ra nhiều áp lực tới người lao động do có sự thay đổi về lối sống, văn hóa, sinh hoạt, đồng thời cũng làm gia tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Về định hướng giải pháp, theo các báo cáo nghiên cứu quốc tế, vaccine luôn được coi là nền tảng cốt yếu để bảo vệ người dân khỏi các nguy cơ tăng nặng hoặc tử vong khi bị nhiễm COVID. Tuy nhiên, người đã tiêm được tiêm vaccine vẫn có thể mang tới nguồn lây nhiễm khi tham gia vào các hoạt động sản xuất, lưu thông. Vậy làm thế nào để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trong giai đoạn tới đây? Y tế đã và đang luôn được coi là lực lượng xung kích trong mặt trận phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe người dân, trong khi doanh nghiệp với vai trò là trụ cột trong các hoạt động thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo ra thu nhập trực tiếp cho người lao động. Chính quyền đóng vai trò là trụ cột trong quản lý xã hội, tạo ra cơ chế chính sách để hỗ trợ thúc đẩy và kết nối các hoạt động. Ba trụ cột này được kết nối đồng bộ và nhất quán về trung tâm chỉ huy với đầy đủ thông tin phục vụ cho việc quyết định chính xác và phát huy hiệu lực một cách nhanh nhất. Mô hình sản xuất an toàn đã nêu ra các yêu cầu sau. Thứ nhất, đảm bảo được tiêu chí về lao động xanh. Thứ hai, tiêu chí về doanh nghiệp xanh bao gồm các tiêu chí về môi trường và các giải pháp an toàn phòng chống dịch tại chỗ. Có hệ thống kiểm soát ra vào được giám sát, đồng thời được trang bị một hệ thống thông tin kết nối trực tiếp đến chính quyền phục vụ cho các hoạt động giám sát,
và giúp doanh nghiệp tiếp cận được các thông tin, chính sách cập nhật nhất từ cơ quan quản lý nhà nước. Để quản lý và giám sát được, chúng ta cần thiết kế ra các bộ tiêu chí đánh giá bao gồm tiêu chí về thẻ xanh, công dân xanh. Tiêu chí này nói lên với tình trạng sức khỏe lành mạnh của người dân hoặc được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine sẽ được đánh giá là tiêu chí lao động xanh. Tiêu chí doanh nghiệp xanh được thiết kế theo đặc thù của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể và được ban hành bởi khung chính sách chung. Ví dụ, tiêu chí an toàn của siêu thị khác với tiêu chí an toàn của nhà máy sản xuất, của công sở hoặc trong các hoạt động logistics, thương mại và cung ứng. Để vận hành các hoạt động như vậy, sẽ có nhiều hệ thống thông tin cần được triển khai như hệ thống khai báo y tế điện tử hàng ngày, hệ thống kết nối dữ liệu, sức khỏe. Với các yêu cầu đó, chúng ta cần thiết kế ra các bộ nhận diện xanh tương ứng. Để từng bước nối lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, các ban ngành đã và đang nghiên cứu soạn thảo bộ nhận diện công dân xanh, doanh nghiệp xanh với những bộ tiêu chí tương ứng. Từ đó, bài toán làm sao để kết nối tất cả các hệ thống thành phần trên một nền tảng điều hành hợp nhất tại trung tâm chỉ huy của địa phương, có sự quản lý phân cấp linh hoạt tới tất cả các đầu mối. Ngoài ra, giải pháp cần đáp ứng việc phát huy tối đa các thành tựu của khoa học, công nghệ thông tin nhằm tạo ra sự tiện lợi trong tất cả các hoạt động giao tiếp. Hoạt động giám sát, đánh giá với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin, xử lý dữ liệu lớn, cho phép tiếp nhận và xử lý nhanh nhất các nguồn dữ liệu được kết nối. Từ cơ sở sản xuất, kinh doanh tới hệ thống chăm sóc y tế tại cộng đồng và chính quyền cấp cơ sở. Việc nối lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là tối quan trọng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp và khó lường, đặt ra những bài toán khó và cần những lời giải thông minh. Tôi mong rằng ý tưởng của chúng tôi trong bài tham luận này sẽ mang lại một góc nhìn về yêu cầu cho một hệ thống kết nối, giúp quản lý, giám sát và phục vụ cho việc từng bước nối lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới đây. Thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu tham dự hội nghị, theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trình bày tham luận về lưu chuyển xanh là một cấu phần của hệ giải pháp Ecovac mà tập đoàn FPT triển khai. Nội dung tham luận của tôi sẽ nêu khái quát về vấn đề và thách thức trong hoạt động lưu thông khi nối lại sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, từ đó để thiết kế bộ giải pháp phù hợp nhằm giải quyết vấn đề đi lại, vận chuyển trong giai đoạn hiện nay. Trước thực trạng về vấn đề diễn ra trong giai đoạn giãn cách xã hội đã gây ra sự đứt gãy về chuỗi cung ứng, từ đó dẫn tới doanh nghiệp không vận hành được do thiếu nguyên vật liệu sản xuất, công nhân không thể đi lại làm việc từ nhà tới nơi sản xuất. Về định hướng giải pháp nhằm nối lại các hoạt động sản xuất, chúng ta cần: thứ nhất, người lao động cần di chuyển đến doanh nghiệp để tham gia vào các hoạt động sản xuất hàng ngày. Các hoạt động vận tải, cung ứng hàng hóa cần được đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp vận tải và dịch vụ logistics. Từ các yêu cầu đó, đặt ra bài toán cần một giải pháp xử lý nhất quán cho các nội dung sau đây. Thứ nhất, cấp giấy đi đường cho người lao động. Tiếp theo, cần cấp phép cho phương tiện đi lại và lái xe. Ngoài ra, để tổ chức kiểm soát đi lại tại các nơi đến, tại các điểm dừng, việc kết nối đi lại trong nội bộ vùng xanh hoặc liên vùng cho hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa. Nguyên tắc về ý tưởng của yêu cầu giải pháp như sau. Thứ nhất, cần đảm bảo các tiêu chí công dân xanh khi được cấp phép di chuyển, bao gồm các tiêu chí theo quy định của ngành y tế như tiêm chủng vaccine, khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm định kỳ. Đảm bảo các cung đường, điểm đi, điểm đến và điểm dừng là có tiêu chí xanh, đáp ứng được các tiêu chí đánh giá an toàn. Đảm bảo người lao động không check-in vào các địa điểm đỏ. Tổ chức kiểm soát ra vào tại nhà máy, bến bãi. Từ các yêu cầu đó, lời giải về chính quyền sở tại và công an có khả năng triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và triển khai các quy trình thực hiện tổng quát, bao gồm doanh nghiệp sẽ tự chủ trong việc cấp giấy đi đường trong quota hạn ngạch cho phép. Các hoạt động kiểm soát được diễn ra trên hệ thống tập trung của địa phương và có sự kết nối liên thông tới hệ thống chính quyền điện tử. Chính quyền cấp sở tại và ngành công an triển khai các biện pháp kiểm tra và giám sát.
Quy trình thực hiện bao gồm một chuỗi kết nối của các hạt hoạt động sau đây: hoạt động đăng ký, xét duyệt, thẩm định, kiểm tra và giám sát. Doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí sản xuất và lưu thông sẽ được tự chủ lập danh sách nhân viên và số lượng giấy phép lưu thông đơn vị cần cấp. Cơ quan quản lý trên hệ thống sẽ thực hiện việc xem xét, phê duyệt và cấp quota cho đơn vị. Từ đó, doanh nghiệp sẽ được tự chủ trong việc xuất bản các giấy phép đi lại cho nhân viên của mình, đáp ứng các tiêu chí theo từng loại hình sản xuất và nằm trong giới hạn quota được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Các cấp chính quyền sẽ thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động chung. Đối với phương tiện vận chuyển và lái xe, đối với tài xế, cần đảm bảo các tiêu chí xanh của lái xe bao gồm tiêm chủng vaccine, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế, sử dụng chung một mã QR code phục vụ cho di chuyển nội vùng, kết nối với hệ thống QR code luồng xanh của Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện cho cái việc di chuyển liên vùng. Xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống nhận diện, kiểm soát, không dừng tại các chốt kiểm soát. Các thành phần của hệ thống được thiết kế có sự kết nối xuyên suốt và tích hợp liền mạch với các hệ thống không chỉ của chính quyền mà còn đối với các doanh nghiệp. Từ đó, hình thành các dịch vụ công trực tuyến được giải quyết theo cơ chế một cửa trên một nền tảng dùng chung. Một phương pháp nhận diện chung và được chấp nhận bởi các cơ quan khác nhau, xóa bỏ tình trạng người dân, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều nền tảng trong việc di chuyển, đi lại. Trên đây là bài tham luận của tôi về việc xây dựng hệ thống kết nối xuyên suốt trên một nền tảng công nghệ, phục vụ cho việc giám sát và vận hành, đảm bảo cho bài toán lưu thông xanh, nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho các hoạt động đi lại, vận chuyển của người dân và doanh nghiệp. Tôi xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu tham dự hội nghị sức khỏe. Sau đây, tôi xin giới thiệu diễn giả Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông FPT, trình bày tham luận giáo dục xanh. Xin mời anh Hoàng Việt Anh. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin được giới thiệu về giải pháp giáo dục xanh của Tập đoàn FPT. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phải chuyển đổi mô hình giáo dục từ mô hình đào tạo theo truyền thống chuyển sang mô hình đào tạo trực tuyến online. Và điều này đã gây ra rất nhiều các cái băn khoăn, lo lắng của gia đình và xã hội. Trong hoàn cảnh đó, Tập đoàn FPT đã giới thiệu giải pháp giáo dục xanh nhằm mục đích là đồng hành cùng ngành giáo dục, cùng các địa phương và cùng các gia đình để giải quyết những cái băn khoăn, lo lắng này. Cụ thể, chúng tôi tập trung vào hai mục tiêu chiến lược. Thứ nhất là tạo ra cơ hội bình đẳng để tất cả các học sinh có thể được tham gia vào cái việc đào tạo trực tuyến. Nói một cách khác, phương pháp này sẽ không để bất cứ một học sinh nào rớt lại phía sau. Thứ hai, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo chất lượng của quá trình học và thi trên môi trường trực tuyến. Vậy thì chúng ta thử nhìn lại xem, tại thời điểm này, mô hình giáo dục online đang có những bất cập gì? Kính thưa quý vị, có 5 vấn đề bất cập hiện nay. Thứ nhất là về mặt thiết bị. Các thiết bị học trực tuyến tại gia đình ngày hôm nay thông thường là máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng hoặc là điện thoại di động, thường là những thiết bị có giá trị cao, đắt tiền. Và nếu mà học sinh học trực tuyến trên các thiết bị có cái màn hình nhỏ như là mobile phone thì sẽ gây ra những cái tác hại rất xấu cho mắt của mình. Vấn đề thứ hai đó là kết nối. Kính thưa quý vị, giải pháp video online đang sử dụng cho các cái giáo dục trực tuyến ngày hôm nay, chúng ta thường sử dụng của các công ty từ nước ngoài và chúng ta phải kết nối với các máy chủ đặt tại nước ngoài. Chính vì vậy, mỗi khi mà hệ thống cáp quốc tế kết nối Việt Nam với nước ngoài bị sự cố, ngay lập tức sẽ ảnh hưởng tới chất lượng kết nối vào các cái server này. Và như vậy là chất lượng của việc giáo dục từ xa, giáo dục online cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vấn đề thứ ba là nội dung. Hiện nay chúng ta đang rất thiếu các cái tài liệu đào tạo được số hóa hoàn chỉnh, mà đặc biệt là các tài liệu cho khối phổ thông. Thứ tư là nền tảng. Hiện nay chúng ta đang thiếu một cái nền tảng đầy đủ hoàn thiện để có thể quản lý được toàn diện nhất cái việc đào tạo trực tuyến. Việc đào tạo trực tuyến không chỉ thuần túy là việc thầy và trò nhìn thấy nhau, nói chuyện được với nhau thông qua video, mà chúng ta cần có một cái nền tảng để có thể quản lý toàn diện từ học trò, giáo viên, bài giảng, cách học và đặc biệt là cách thi trên môi trường trực tuyến.
và thứ năm là phương pháp đào tạo. Thực chất ngày hôm nay là chúng ta đang bê nguyên cái mô hình đào tạo truyền thống đặt lên nền tảng online, nền tảng trực tuyến. Và cái cách làm này thì nó không tạo được cái sự hưng phấn, sự hứng thú cho các học sinh. Trong tình huống đó thì giải pháp giáo dục xanh của FPT ra đời, chúng tôi cũng có 5 cấu thành để giải quyết 5 vấn đề vừa nêu. Thứ nhất, về mặt thiết bị, FPT có thể đưa ra những cái thiết bị máy tính bảng, máy tính cá nhân có cấu hình phù hợp với việc học trực tuyến và với giá thành rất cạnh tranh. Đồng thời trong giai đoạn vừa rồi, chúng tôi đã thành công trong cái việc thử nghiệm chuyển đổi cái thiết bị TV trong mỗi hộ gia đình trở thành một thiết bị có thể giúp cho học sinh học trực tuyến. Và với cái giải pháp này, chúng tôi mong muốn sẽ tạo được cơ hội bình đẳng cho tất cả các học sinh để tham gia vào quá trình học trực tuyến. Thứ hai là kết nối mạng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay FPT đã và đang triển khai dịch vụ Internet băng thông rộng cố định, tốc độ cao, kết nối tới hộ gia đình và đã phủ khắp cái diện tích của tỉnh nhà. Song song, chúng tôi đã triển khai một cái giải pháp video online đặt tên là OnMeeting. Đây là giải pháp triển khai trong lãnh thổ của Việt Nam. Và như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt cái sự phụ thuộc vào băng thông quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa Internet băng thông rộng cố định tốc độ cao và giải pháp OnMeeting có thể giúp chúng ta đảm bảo được chất lượng kết nối phục vụ cho quá trình học trực tuyến. Vấn đề thứ ba là phần nội dung. Kính thưa quý vị, từ thực tiễn chuyển đổi số của khối giáo dục trong FPT và trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã triển khai thành công cái việc sử dụng các nền tảng công nghệ như Vio Olympic, Vio Edu. FPT đã tích lũy xây dựng một kho dữ liệu gồm các tài liệu phục vụ cho việc đào tạo đã được số hóa hoàn chỉnh. Và kho dữ liệu này đã liên tục được cập nhật và mở rộng trong suốt 2 năm vừa qua. Phần thứ tư, đó là nền tảng quản lý việc giáo dục trực tuyến. Thì tích lũy tất cả những kinh nghiệm của chúng tôi trong thời gian vừa qua, FPT đã xây dựng, phát triển và đưa ra thị trường một cái nền tảng giáo dục chúng tôi đặt tên là EduNext. Đây là nền tảng tích lũy tất cả những kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi, có thể đảm bảo cái việc quản lý toàn diện việc đào tạo trực tuyến, bao gồm quản lý học sinh, giáo viên, bài giảng, việc học và đặc biệt là việc thi trên online. Và điểm thứ năm, đó là phương pháp học. Nền tảng giáo dục EduNext được thiết kế để hỗ trợ cho phương pháp giáo dục kiểu mới theo hướng là kiến tạo xã hội. Đây là một mô hình giáo dục kiểu mới giúp tạo động lực và sự hưng phấn cho học sinh. Điều đặc biệt là tất cả những cấu thành này đều do FPT xây dựng phát triển và tích hợp lại trở thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp việc triển khai giáo dục trực tuyến có thể thành công được. Và với mô hình này sẽ đem lại những cái hiệu quả rất tích cực, cụ thể cho gia đình và xã hội. Đó là thứ nhất là giảm chi phí cho việc học trực tuyến. Thứ hai là đảm bảo các chất lượng cao nhất cho việc triển khai học trực tuyến. Thứ ba là do tất cả những cấu thành này do FPT xây dựng và phát triển, tích hợp lại với nhau, chúng tôi có thể đảm bảo cái thời gian triển khai nhanh nhất cho các địa phương. Và điểm cuối cùng, trong suốt 33 năm xây dựng và phát triển, FPT luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi phấn đấu mỗi một ngày đem lại những trải nghiệm mới nhất cho khách hàng để tăng cái sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của chúng tôi. Với việc xây dựng và đưa ra mô hình giáo dục xanh, FPT tin tưởng rằng chúng tôi có thể đồng hành được cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng các địa phương và các gia đình giải quyết những vấn đề nhức nhối đã liệt kê ở phía trên. Và cuối cùng, để kết thúc cho phần trình bày của mình, tôi xin mời quý vị dành một vài phút để theo dõi một video clip ngắn giới thiệu về giải pháp của FPT chuyển đổi thiết bị TV trong hộ gia đình trở thành thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến. Giải pháp này của chúng tôi đã được Truyền hình Việt Nam giới thiệu trong thời gian gần đây. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình Sóng và Máy tính cho em, hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số. Việc thiếu thiết bị điện tử cho học sinh học online quả thật đang là vấn đề khiến nhiều phụ huynh và nhà trường đau đầu. Ngay trong một gia đình nếu có 2, 3 con cùng học online một lúc thì đảm bảo đủ thiết bị cho tất cả cũng là việc không dễ dàng với các bậc phụ huynh. Các chuyên gia công nghệ của FPT đã hướng dẫn một giải pháp giúp tận dụng các thiết bị trong nhà và biến chiếc TV thành thiết bị học trực tiếp. Đó là kết nối qua box truyền hình FPT Playbox, một thiết bị được sử dụng khá phổ biến trong các gia đình hiện nay. Thiết bị này chạy hệ điều hành mở Android. Phụ huynh có thể sử dụng thiết bị để cài đặt thêm các app miễn phí trên kho ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng Zoom.
áp dụng cài đặt trên FPT Playbox tương thích với hầu hết các webcam có trên thị trường. Như vậy, phụ huynh không những tiết kiệm được chi phí phát sinh mà còn kiểm soát được việc học tập của con trên môi trường Internet. Ngoài ra, việc theo dõi bài giảng trên các màn hình kích thước lớn cũng giúp giảm các tật khúc xạ về mắt với các học sinh. Playbox hiện có giá thành dao động từ khoảng 1,5 cho đến 3 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, là một trong những địa phương đang là điểm nóng của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Sau đây, từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những chia sẻ về kinh nghiệm chống dịch của thành phố. Xin được trân trọng kính mời bà. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai cái công tác phòng chống dịch thì chúng tôi sử dụng nhiều nền tảng để phòng chống dịch. Trong đó có nền tảng do Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng, có nền tảng do Bộ Y tế xây dựng và cũng có nền tảng do thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Thì như vậy nó đặt ra một cái thách thức rất lớn đối với chúng tôi là làm sao để mà liên thông tích hợp các nền tảng này lại, các ứng dụng này lại để tạo sự thuận lợi cho người dân. Vì công tác phòng chống dịch hiện nay, chúng ta phải có rất là nhiều các quyết định mà các tất cả các quyết định này nó dựa hoàn toàn trên cái những cái kết quả mà chống dịch, cái tình hình diễn tiến dịch. Mà điều quan trọng nhất của các tình hình này đó chính là dữ liệu về tình hình tiêm chủng, dữ liệu về công tác xét nghiệm, dữ liệu về vấn đề khai báo y tế điện tử, về cái tình hình dịch tễ, là những dữ liệu vô cùng quan trọng. Nhưng nếu như nó được đặt riêng rẽ thì nó không phát huy được sức mạnh của những dữ liệu này. Các dữ liệu này cần phải tích hợp với nhau. Thì đó là điều làm chúng tôi khó khăn nhất trong thời gian vừa qua. Thứ nhất là chúng tôi phát triển một cái cơ sở dữ liệu lớn, một cái big data, để trong đó nó có sự liên thông tích hợp những cái dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch, để làm sao đảm bảo được câu việc là chúng tôi xác định được một cái cá nhân hay một cái doanh nghiệp đứng ra tổ chức lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình hay tham gia cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo những cái yếu tố an toàn để chúng ta cho công tác phòng chống dịch hiệu quả. Thứ hai là chúng tôi sẽ phát triển một cái app duy nhất của thành phố. Trên cái app đó để cho người dân, để cho doanh nghiệp có đầy đủ thông tin thuận lợi trong cái quá trình mà tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi hướng đến đó là việc chúng tôi xác định doanh nghiệp là một chủ thể tham gia phối hợp cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch. Do đó là chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp và chia sẻ cho doanh nghiệp những cái dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch của thành phố mà liên quan đến trực tiếp của doanh nghiệp. Chúng tôi làm một cơ chế là dữ liệu của nhà nước được chia sẻ cho doanh nghiệp và đồng thời chúng tôi cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái nghĩa vụ đóng góp cái dữ liệu phòng chống dịch lại vào kho dữ liệu, vào cái big data của thành phố để chúng ta có đầy đủ thông tin phòng chống dịch. Vâng, xin được cảm ơn đại diện lãnh đạo FPT, đại diện thành phố Hồ Chí Minh về những bài trình bày vừa rồi. Và tôi xin phép được chuyển đến đầu cầu Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, và đầu cầu Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, đồng chủ trì cuộc họp sau đây. Kính thưa ông Trương Gia Bình và các đồng chí tham dự hội thảo tại các đầu cầu. Trước hết là chúng tôi rất là ấn tượng với cái bài thuyết trình của ông Trương Gia Bình cũng như các vị lãnh đạo của các công ty của tập đoàn FPT. Và đúng như ông Trương Gia Bình đã khẳng định, chúng tôi rất tự hào là Việt Nam chúng ta đã có những tên tuổi lớn về công nghệ FPT đang từng bước khẳng định và vươn xa trên cái sân chơi về công nghệ trên thế giới. Và cái cách đi của FPT ấy, chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn phù hợp với cái chiến lược về chiến tranh nhân dân mà cha ông chúng ta đã áp dụng. Và những điều đó chúng ta hoàn toàn đem áp dụng vào trong cái cuộc chiến chống dịch COVID hiện nay. Và chúng tôi rất trân trọng cảm ơn ông Trương Gia Bình đã lựa chọn Hải Dương là địa phương để tổ chức buổi hội thảo có ý nghĩa rất thiết thực ngày hôm nay. Đối với Hải Dương thì các vị đều đã biết ấy, là một tỉnh chúng tôi đã trải qua đầy đủ 4 đợt dịch bệnh. Và đặc biệt là cái đợt dịch bệnh thứ 3 diễn ra từ thời điểm từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 1 tháng 4 năm 2021, đúng vào thời điểm đang tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Và qua 62 ngày thì chúng tôi đã đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh Hải Dương.
vào thời điểm đó đấy, thì Hải Dương là một tỉnh có thể nói là có cái diễn biến dịch bệnh là phức tạp nhất, nặng nhất trong các cái tỉnh, thành phố trong cả nước. Cho nên cũng giành được sự quan tâm của cả nước đối với Hải Dương, chia sẻ của cả nước đối với Hải Dương. Tổng kết được dịch bệnh này ấy, thì chúng tôi đã có những con số rất cụ thể, đó là dịch bệnh đã diễn biến ở cả 12 trên 12 đơn vị huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 75 xã, phường, thị trấn phải cách ly, phải phong tỏa. Và tổng số đã có 726 F0 và phải cách ly tập trung là 17.600 F1. Và đã lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và xét nghiệm để xác định cái nguồn lây bệnh với tổng số mẫu là khoảng 750.000 mẫu. Và trong cái cuộc chiến chống dịch này ấy, thì chúng tôi đã bước đầu áp dụng một số cái giải pháp về công nghệ mà nó xuất phát từ cái thực tiễn cái việc chống dịch này nó đặt ra. Đó là những giải pháp như là khai báo y tế, rồi truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để trả lời kết quả, để quản lý an toàn dịch bệnh trong các doanh nghiệp. Và chính từ cái quá trình chống dịch, chính từ cái thực tiễn chống dịch, nó đặt ra những cái nhu cầu về những cái giải pháp công nghệ về phòng chống dịch. Thì ban đầu cũng chỉ là những giải pháp nó xuất phát từ cái đòi hỏi cuộc sống, đòi hỏi của cái cuộc chiến chống dịch này. Ví dụ như là cái việc truy vết thần tốc chẳng hạn, thì phải có cái vũ khí, phải có cái giải pháp nào để mà truy vết thật nhanh. Thì chúng tôi thấy rằng đây là những cái đòi hỏi rất thực tiễn từ cái cuộc chiến chống dịch. Và đúng như ông Trương Gia Bình đã nói đấy, và bản thân chúng tôi là lãnh đạo các tỉnh, trong số các tỉnh đang ngồi ở các cái đầu cầu dự buổi hội thảo ngày hôm nay, thì chúng tôi thấy rất rõ là khi mà dịch bệnh xảy ra trên một địa phương với một quy mô lớn, thì nó đặt ra rất nhiều bài toán lớn, những bài toán rất phức tạp, với một cái dữ liệu khổng lồ mà cấp ủy chính quyền địa phương phải giải quyết. Đó là bài toán từ việc là phải tiến hành khoanh vùng dập dịch, trong cái đó thì vẫn phải đảm bảo cái sản xuất trong các doanh nghiệp, thế rồi vẫn đảm bảo cái việc lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản, thế rồi cái việc đảm bảo cho học sinh đến trường, rồi an sinh xã hội, những vấn đề về an ninh trật tự, về lưu thông hàng hóa. Thì đúng là nó đặt ra rất nhiều cái công việc mà chúng tôi phải giải quyết ngày đêm, và nó đặt ra một cái bài toán rất lớn mà đòi hỏi phải giải quyết. Và trong cái cuộc chiến chống dịch Hải Dương ấy, thì chúng tôi đã rút ra những cái bài học. Đó là những bài học mà chúng tôi không bao giờ quên được. Cái bài học thứ nhất hôm nay cũng trùng với cái bài học mà ông Trương Gia Bình rút ra, mà tôi thấy rằng đây là bài học của các địa phương chúng tôi rất thâm thiện. Đó là cuộc chiến chống dịch COVID-19 thực sự đó là một cuộc chiến tranh nhân dân. Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm là khi phóng viên báo Quân đội Nhân dân có phỏng vấn tôi một cái cuộc phỏng vấn trong cái lúc Hải Dương đang ở thời điểm cách ly 16 ngày tại một cái địa điểm lấy mẫu tại thị xã Kinh Môn, là ông rút ra cái bài học gì trong cái cuộc chiến chống dịch Hải Dương. Thì thực tiễn là tôi có nói một câu, đây là cuộc chiến tranh nhân dân. Cho nên là chúng ta phải áp dụng các cái chiến thuật của cuộc chiến tranh nhân dân vào cái cuộc chiến chống dịch này. Hôm nay ông Trương Gia Bình khẳng định điều đó, và Thủ tướng cũng khẳng định điều đó, chúng tôi thấy đây điều hết sức là xác đáng. Thứ hai, chúng tôi rút ra một cái bài học, đó là yếu tố tốc độ. Khi giải quyết các vấn đề trong chiến chống dịch, có nghĩa quan trọng quyết định đến cái việc chống dịch có thành công hay không. Trong cuộc chạy đua với tốc độ lây lan của virus ấy, thì nếu như không nhanh, nếu như không bắt kịp, thì chúng ta không thể nào chặn đứng được cái tốc độ lây lan của dịch bệnh. Cho nên là lãnh đạo cần phải đưa ra những quyết định rất kịp thời. Nhưng mà để được đưa ra quyết định kịp thời đó thì phải có dữ liệu, thì phải có sự phân tích. Và chúng tôi luôn luôn đứng trước một quyết định rất khó khăn, đó là khi nào thì cách ly theo chỉ thị 16, khi nào thì tiến hành cách ly y tế theo chỉ thị 15, khi nào thì theo 19. Và chắc là ông Trương Gia Bình như các vị còn nhớ là Hải Dương đã đứng trước một cái bài toán rất khó khăn mà báo chí cũng nêu rất nhiều, đó là Hải Dương tiến hành cách ly theo chỉ thị 16 là chậm hay là không chậm, sớm hay là không sớm. Và chúng tôi phải đối mặt với quyết định đầy khó khăn. Đây là những bài toán đặt ra, và chúng tôi nghĩ rằng nếu có công nghệ hỗ trợ, nếu có trí tuệ nhân tạo để mà phân tích giúp chúng tôi như là những thời gian vừa qua, thì giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết những bài toán trong tiến đặt ra đấy, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhanh chóng hơn rất nhiều. Thứ ba đấy, là chúng tôi nhận thấy một cái bài học cũng quan trọng, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện
thì phải quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, thông suốt và phải liên thông. Cái yếu tố về thông suốt và liên thông rất quan trọng. Thời gian vừa qua thì trong thực tiễn chống dịch của Hải Dương, chúng tôi cũng thấy và nhiều tỉnh cũng thấy là cái sự liên thông trong việc áp dụng các biện pháp chống dịch, sự thông suốt từ trên xuống dưới, nó đang là những cái rào cản đặt ra. Cho nên là nó ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa và lưu thông đến ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và ngay cả đời sống người dân. Cho nên là nếu mà chúng ta tính toán không tốt ấy, thì có khi chúng ta tránh được cái thiệt hại của dịch bệnh một, nhưng mà có thể chúng ta không tránh được cái thiệt hại về kinh tế, về đời sống gấp nhiều lần so với thiệt hại cho dịch bệnh. Thì đây rõ ràng cái bài toán chúng ta đặt phải đặt ra. Cái bài học thứ tư đấy là trong cái điều kiện phòng chống dịch thì vẫn phải quan tâm đến cái việc ta bảo vệ cái động lực tăng trưởng kinh tế, đó là trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp. Đây là vấn đề sống còn. Cho nên là vừa nãy ông Trương Gia Bình cũng như là các vị có nêu vấn đề thì chúng tôi rất đồng tình, và chắc là lãnh đạo các tỉnh, thành phố mà theo dõi buổi hội thảo hôm nay thì tôi cho rằng cũng rất đồng tình với quan điểm này. Cũng báo cáo chia sẻ với các vị, Hải Dương là một tỉnh mà được các nhà khoa học cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đánh giá là tỉnh xếp vào cái nhóm là nguy cơ rất cao về mắc dịch virus SARS-CoV-2. Với lý do Hải Dương ngày nay là chúng tôi tiếp giáp với lại 6 tỉnh xung quanh, hệ thống giao thông hết sức là thuận lợi và dễ dàng cho người dân có thể tiến hành các cái hoạt động giao lưu xã hội và kinh tế. Thứ hai, Hải Dương ngày nay là kinh tế nông nghiệp đã chiếm một cái tỷ trọng là 61%. Kinh tế dịch vụ chiếm trên 30%, còn nông nghiệp hiện nay chỉ chiếm có 9% thôi. Và trong đó thì chúng tôi có khoảng 14.000 doanh nghiệp, 11 khu công nghiệp với 485 dự án FDI và khoảng 360.000 công nhân, và trong đó khoảng 60.000 công nhân đến từ các tỉnh khác. Cho nên chúng tôi rút ra cái bài học hết sức là đắt giá, đó là gì? Đó là việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong một doanh nghiệp. Và cái dịch bệnh Hải Dương chúng tôi cũng bị xảy ra là trong một doanh nghiệp Ozone có đông công nhân. Và sau đó thì cũng lan ra một số doanh nghiệp khác trong các khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp. Cho nên từ đấy chúng tôi thấy rằng là cái giải pháp để làm sao giữ an toàn trong một doanh nghiệp, đây là một giải pháp thể nói là rất quan trọng nhưng cũng rất khó khăn bởi hai lý do. Nó quan trọng bởi vì là nếu mà chúng ta bảo vệ được sản xuất an toàn trong doanh nghiệp thì có nghĩa là cái động lực tăng trưởng của địa phương nó vẫn được giữ vững. Và có nghĩa là chúng ta vẫn có nguồn lực để mà duy trì cái việc phòng chống dịch, cũng như là có nguồn lực để mà chúng ta duy trì các cái mặt đời sống xã hội cũng như an sinh xã hội. Còn nếu như sản xuất kinh doanh mà không phát triển, không duy trì được thì có nghĩa là mọi thứ sẽ rất khó khăn, rất khó khăn. Thứ hai nữa là trong một doanh nghiệp thì cái nguy cơ tiếp xúc lây lan dịch bệnh giữa các công nhân với nhau là rất dễ dàng. Chúng tôi trực tiếp tôi đã đi kiểm tra hàng chục doanh nghiệp. Thì sau này chúng tôi thấy rằng ở một số địa phương khác, cái nguy cơ xảy ra trong các doanh nghiệp cũng đã diễn ra như thời gian vừa qua. Thì đây là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi cho rằng là chúng ta phải tiến hành tổng kết đánh giá và phải đưa ra những giải pháp nó toàn diện hơn. Và hôm nay thì FPT có đưa ra một cái giải pháp Ecovac. Tôi thấy rằng đây là một giải pháp rất là hay và rất thiết thực đối với các địa phương như tỉnh Hải Dương chúng tôi. Giải pháp này với ba cái mục tiêu, đó là giảm thiểu tối đa tử vong do COVID-19. Chúng tôi rất đồng tình là nếu như bây giờ chúng ta sống chung với này virus SARS-CoV-2, có thể có những biến đổi, biến thể nguy hiểm hơn, nhưng mà nó không dẫn đến tử vong, không dẫn đến chuyển biến nặng, và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng chống trước được những cái nguy cơ của nó, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để sống chung một cách an toàn. Cái thứ hai nữa là phải phục hồi thúc đẩy kinh tế như tôi nói ở trên. Nếu mà chúng ta chống dịch kéo dài cách ly mà không phục hồi được kinh tế thì đó là một điều còn nguy hiểm hơn cả những cái tác động của dịch bệnh. Đây là điều chúng tôi rất thâm thía. Hải Dương đã mới có cách ly có 16 ngày thôi, nhưng cả nước phải tiêu thụ nông sản cho Hải Dương, giúp Hải Dương. Bây giờ lưu thông hàng hóa giữa Hải Dương và cảng Hải Phòng bế tắc, các doanh nghiệp đứt gãy chuỗi cung ứng. Chúng tôi phải đi giải quyết từng xe container một để thông chốt với các cái tỉnh khác xung quanh, rất là khó khăn vất vả ngày đêm. Thứ ba là vấn đề an sinh xã hội, đúng như vậy.
trong cuộc chiến chống dịch thì vấn đề an sinh xã hội là vấn đề hết sức quan trọng. Và nếu không đảm bảo an sinh xã hội được thì nó dẫn đến hệ lụy về cả về ổn định chính trị, về an ninh trật tự, đời sống người dân, thế rồi liên quan đến giáo dục, liên quan đến tất cả các vấn đề khác. Đây là vấn đề mà cấp ủy chính quyền phải lo. Cho nên có thể nó đặt ra như một cái cuộc chiến rất là toàn diện mà đòi hỏi là chúng tôi phải vào cuộc. Chính vì vậy mà chúng tôi rất kỳ vọng và có cái niềm tin là với cái giải pháp này do FPT đưa ra, về chúng ta tạm gọi là vaccine công nghệ, thì tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta thực hiện tốt được những giải pháp như đã được nghe thuyết trình thì nó sẽ giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương, giúp cho người dân sẽ có thêm một cái công cụ, một cái vũ khí chống dịch một cách sắc bén và hiệu quả, mà tôi cho rằng hết sức cần thiết. Ở đây thì ngoài những cái trao đổi hải dương thì tôi cũng rất mong là các tỉnh khác sẽ cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nêu ra những vấn đề mà trong buổi hội thảo hôm nay do FPT và Hải Dương cùng đồng hành tổ chức. Về phía Hải Dương thì chúng tôi cũng xin chỉ nêu hai vấn đề thế này thôi. Trước hết là Hải Dương chúng tôi được FPT chuyển giao các cái phần mềm thuộc cái gói EcoPark này để triển khai ngay trong thời gian tới. Thì chúng tôi thấy đây là điều rất là may mắn đối với Hải Dương. Tuy nhiên chúng tôi cũng có một cái băn khoăn giống như Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Đó là hiện nay ở các địa phương cũng đã và đang giải pháp, đang triển khai một số cái ứng dụng phần mềm hay gọi là giải pháp phần mềm trên một số cái nền tảng về công nghệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Thế rồi một số cái nhà cung cấp dịch vụ khác. Cho nên là mỗi địa phương áp dụng nó cũng khá là đa dạng. Vậy thì làm thế nào để tạo ra cái sự kết nối, sự liên thông giữa các cái nền tảng này với cái nền tảng mà FPT sáng tạo ra để đảm bảo một sự tương đồng, một sự liên thông về việc sử dụng để cho người dân sử dụng cách rất là đơn giản, thuận tiện và hiệu quả. Thứ hai là chúng tôi nghĩ rằng là để những cái phần mềm, những cái giải pháp phần mềm của FPT hôm nay triển khai mà đi vào cuộc sống được thì chắc là chúng ta phải cầm tay chỉ việc. Cho nên là rất mong FPT sẽ hỗ trợ tỉnh Hải Dương cũng như các tỉnh trong việc tập huấn, chuyển giao, thế rồi tạo ra một sự tương thích đồng bộ để giúp cho chúng tôi có thể đưa những cái giải pháp phần mềm này vào cuộc sống một cách nó thật hiệu quả và nhanh chóng. Mà cái mà chúng tôi ưu tiên bây giờ chính là ưu tiên cho cái việc công tác lãnh đạo chỉ đạo, là ưu tiên cho việc đảm bảo doanh nghiệp xanh cũng như là lĩnh vực về lưu chuyển xanh hay là an sinh xã hội xanh, vân vân. Xin trân trọng cảm ơn ông Trương Gia Bình và sau đây xin nhường lời cho ông Trương Gia Bình để tiếp tục điều hành phần hội thảo. Bí thư có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, địa phương đã dùng phần mềm này, phần mềm khác, và thứ hai làm nào để triển khai. Thì cái phần triển khai thì nói trước, tức là FPT đã cam kết đi cùng với Hải Dương để chuyển đổi số. Chuyển đổi không làm cùng với Hải Dương tất cả phải nói rằng là dứt khoát chuyển đổi số Hải Dương là thành công chắc chắn luôn. Đây, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai ấy, là nguyên tắc ấy, là phải dưới góc độ tiện lợi nhất. Câu hỏi thứ nhất ấy, tiện lợi nhất. Tức là nếu mà Hải Dương đã có nhiều cái sản phẩm đã dùng tốt rồi thì mình nên khai thác cái đó. Thì nhưng mà cái đó rất là quan trọng ấy, là phải được kết nối. Thì hy vọng rằng là Hải Dương sẽ bàn bạc được với các giải pháp đấy để kết nối vào những hệ khác nữa. Tại vì đôi khi các phần mềm hiện nay đó, một cái thực trạng ấy là nó rời rã và không kết nối.
Tôi nói ví dụ như là nếu một phần mềm để mà để đăng ký để kiểm soát sức khỏe mà lại không cập nhật với dữ liệu gốc, ngày hôm nay tôi chưa tiêm nhưng ngày mai tôi đã tiêm rồi, mà trên hệ thống là chưa tiêm, thì những cái thứ là cái dữ liệu nó cần phải chính xác, nó phải cập nhật, thì chúng ta phải giải quyết những vấn bài toán rất là cụ thể. Nhưng mà hy vọng rằng là dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng và đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Thông tin và Truyền thông là kết nối các hệ thống phần mềm với nhau để nó thành một hệ thống để có thể dùng được thông suốt. Vâng. Các anh, các chị Hải Dương có câu hỏi gì không? Các bạn đây sẵn sàng chia sẻ về các vấn đề mà các bạn ấy phát triển. Đề nghị xin dành câu hỏi cho tỉnh khác ạ. Vâng, xin kính mời các anh. Rất là cảm ơn các anh đã dành thời gian dự cái hội thảo này. Thực ra thì FPT sẵn sàng làm những cuộc hội thảo này ở các địa phương các anh. Nhưng mà mình đã dũng cảm mời các anh là với ý tức là để các anh biết trước cái bài toán mà chúng ta phải đối diện. Thời gian chúng ta, đấy như đã phân tích ấy, thực ra là chúng ta chỉ có tính bằng tháng thôi. Còn nếu mà chậm hơn nữa thì vấn đề không phải là nguy cơ nữa mà nó đã sắp thành, đã nó biến thành thảm họa mất rồi. Mình cũng chia sẻ với các địa phương. Thì đầu tiên ấy, Việt Nam bước vào cái COVID ấy, được đánh giá là số 1 trên toàn thế giới. Và cái lý do ngày đấy ấy, là Việt Nam ấy, thực tế là mọi người rất có trách nhiệm, cộng đồng cao, kỷ luật cao, nhà nước đòi hỏi khẩu đeo khẩu trang thì đeo khẩu trang vân vân, cách ly là cách ly. Còn các nước thì nó không đạt được như vậy. Thế là mình được xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà gần đây là mình bị xếp hạng thứ chót. Đấy, cái dịch nó chuyển biến. Nó có nhiều chủng mới, nó chuyển biến mới mà cơ bản nhất là tính quy mô của nó. Nếu mà dịch mà nó ở nhỏ, Hồ Chí Minh ấy, lúc mà tháng 5, khi 27 tháng 4 bắt đầu tháng 5 thì có 5 người chết ngày thôi. Và sau đấy chỉ một tháng sau là lên đỉnh cao là 300 hơn. Bây giờ đang tụt xuống bớt một ít khi tiêm vaccine. Cho nên nó diễn biến liên tục. Cho nên Bình mới đề xuất, vì sao mà Bình đề xuất là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết. Trước khi COVID nó đến, khi COVID nó đến rồi chúng ta bận rộn kinh hoàng. Anh Thăng nói rồi, tức là nó trăm công nghìn việc, tỉ ma tỉ mẩn, nó không thể biết được. Nhà FPT là quyết tâm là cứu không chỉ cán bộ mình mà cả gia đình người mình. Chỉ một bạn trẻ, một bạn bố mẹ phụ huynh có chuyển bệnh nặng, cả tập đoàn FPT chạy đi tìm bệnh viện. Trong khi FPT tài trợ hầu hết tất cả các bệnh viện dã chiến, quen tất cả các bệnh viện mà vẫn không tìm được chỗ. Để nói một chuyện nhỏ thôi, một người thôi. Thế mà mình hàng trăm ngàn người. Chắc là thời gian của anh Thăng cũng đã hết. Chắc anh có cuộc họp tiếp. Thời gian thế nào hả anh Thăng? Đề nghị anh Bình cứ tiếp tục đi ạ. Thời gian là do chúng ta quyết định mà. Anh đi. Nói tiếp ạ. Tôi đang lắng nghe nè. Vâng, thì quan điểm của mình là trong cái lúc mà rất nhiều địa phương, có những địa phương thì nó bắt đầu nặng rồi, sắp đến là nhảy vào FPT, nhảy vào Bình Dương xử lý, nó đã bắt đầu chuyển nặng rồi. Nhưng mà nhiều địa phương thì chưa chuyển, nhưng mà mình đề xuất ấy, là tất cả các địa phương nên tranh thủ cái thời gian này để chuẩn bị một cái nền tảng công nghệ, những cái vũ khí để chiến đấu chống COVID. Vì sao mà mời các anh sớm như vậy? Bình mời các anh này muốn tiết kiệm thời gian. Vâng, các anh có, các địa phương có câu hỏi gì, Bình sẵn sàng chia sẻ.
Ok, có khi các anh Hải Dương chúng ta trao đổi tiếp để chờ các anh ở các tỉnh có câu hỏi rồi. Vâng, hiện tại thì đang không có những câu hỏi đến từ đầu cầu của các tỉnh. Thì để tiếp tục cuộc họp này thì chỉ có đầu cầu Hải Dương và đầu cầu Hà Nội sẽ tiếp tục cuộc họp này được ạ. Tôi rất đồng tình quan điểm với anh Bình ấy, là chúng ta phải tranh thủ cái khoảng thời gian này. Có thể nói khoảng thời gian quý giá này ấy, để mà tạo ra cái nền tảng công nghệ cho phòng chống dịch. Đây là bài học chúng tôi rất thấm thía đó, một cái bài học mà chúng tôi thấy đó là sự chủ động. Tức là ban đầu mà khi dịch bệnh diễn biến trên địa bàn tỉnh Hải Dương là chúng tôi hoàn toàn là thế bị động. Và có thể nói là bị tấn công một cách bất ngờ. Thì sau đó chúng tôi sẽ từng bước chuyển sang thế chủ động. Và sau này chúng tôi nhận thức thấy rất rõ là chỉ có chủ động kiểm soát dịch bệnh thì mới có thể ngăn chặn được dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và diễn biến xấu trên địa bàn tỉnh. Thì vừa qua thì chúng tôi đã thấy cái thực tiễn này nó chứng minh. Đó là nhờ các biện pháp chủ động, nhờ các biện pháp kiểm soát. Và trong đó thì có cả những biện kiểm soát bằng công nghệ. Đó là chúng tôi đưa ra những giải pháp từ công nghệ đơn giản cho đến công nghệ phức tạp. Ví dụ như là chúng tôi có thành lập các cái tổ COVID cộng đồng để hàng ngày là kiểm soát cái đối tượng ho sốt cộng đồng và dựng nên một cái hàng rào kỹ thuật tại các cái nhà bán thuốc để những cái người mà đến có nhu cầu mua thuốc về cảm sốt thì cũng được kiểm soát để tất cả những người này lấy mẫu đi xét nghiệm. Và ngày chúng tôi thành lập cái nhóm Zalo trong ban chỉ đạo với yêu cầu là tất cả các đơn vị ở địa phương ở các cái trong tỉnh đều phải báo cáo cái số người ho sốt cộng đồng trong vòng một ngày là bao nhiêu, đã lấy mẫu là bao nhiêu và kết quả như thế nào. Chúng tôi kiểm soát từng ngày một và kiểm soát liên tục trong suốt từ tháng 1 năm 2021 tới nay. Và như vậy là khi mà xuất hiện những hiện tượng mà ho sốt cộng đồng mà đi xét nghiệm trở đúng là F0 thì lập tức có giải pháp chủ động để kiểm soát ngay từ đầu để chúng ta xử lý ngay cái vùng có nguy cơ cao đó để khoanh vùng dập dịch. Thế vừa qua thì trong đợt dịch thứ tư thì Hải Dương cũng bắt đầu có sự diễn biến của số ca dịch mới từ ngày 27 tháng 4. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi đã chủ động dập dịch ngay mà chỉ có khoảng hơn 100 ca mắc thôi. Và đến bây giờ thì qua hơn 20 ngày, cụ thể là khoảng 25 ngày nay thì không có ca mắc mới trên địa bàn. Và đang kiểm soát tốt nhờ tất cả các biện pháp chủ động và nhờ tất cả những cái ứng dụng về công nghệ hiện nay chúng tôi đã và đang triển khai. Cho nên là một ý mà tôi rất muốn quan tâm mà tôi nghĩ là lãnh đạo các tỉnh cũng rất là quan tâm. Đó là làm sao giúp cho các địa phương như Hải Dương tạo ra một cái nền tảng đồng bộ, thông suốt, liên thông để ứng dụng trong công tác phòng chống dịch. Thì đây là điều chúng tôi rất mong muốn. Và tôi nghĩ rằng là để làm được điều này thì chúng ta quả thật là phải có một cái sự phối hợp với nhau và cả một sự đầu tư nữa. Chứ không đơn giản là chỉ vấn đề là sự nhiệt tình hoặc sự hỗ trợ đúng rất đơn thuần. Đó là đầu tư cả về thời gian, đầu tư cả về công sức, đầu tư cả về tiền bạc để làm sao chúng ta có một cái nền tảng đồng bộ để chống dịch. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng nhiều cái nền tảng. Cho nên là mất rất nhiều thời gian để phân tích, để đánh giá, để kết nối và sử dụng nó một cách có hiệu quả. Cho nên là trong cái việc giải quyết cái nền tảng này thì chúng tôi rất mong anh Bình chia sẻ có thể giúp cho những tỉnh như Hải Dương chúng tôi ấy, làm sao nhanh nhất để có một cái nền tảng đồng bộ trong công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 một cách chủ động. Có một câu hỏi đến từ đầu cầu Đà Nẵng ạ. Vậy thì em xin kết nối với đầu cầu Đà Nẵng để có thể đưa đến cho các vị ngồi đây giải đáp cho đầu cầu Đà Nẵng ạ. Kính thưa anh Trương Gia Bình, kính thưa anh Thăng Bí thư tỉnh Hải Dương, kính thưa các đầu cầu dự họp. Qua cái trình bày từ phía chỗ FPT của tập đoàn FPT thì Đà Nẵng có một số các cái nội dung cần trao đổi để là có thêm thông tin trong cái quá trình mà triển khai cái nền tảng cũng giống như rằng là một số các cái ứng dụng từ phía FPT đề xuất. Cái câu hỏi thứ nhất ấy, rằng là cái việc chúng ta triển khai đối với rằng là cái qua các báo cáo của các bạn ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái việc nhập diện xanh đấy thì trong đó rằng là
cái việc chúng ta xây dựng đối với công dân xanh cũng giống như là doanh nghiệp xanh và thực hiện các cái yêu cầu để rằng là bảo đảm cho cái việc sản xuất xanh, thì đây là một trong những cái nội dung nó liên quan là yêu cầu phải định nghĩa các cái tiêu chí. Thì xin hỏi từ phía FPT đó, thì việc định nghĩa các cái tiêu chí này chúng ta định nghĩa theo một cái bảng tùy biến hay là cái việc cái rằng là chúng ta xây dựng một cái tiêu chí, một bộ tiêu chí và dựa theo cái bộ tiêu chí đó thì tùy theo cái tỷ lệ mà chúng ta định nghĩa. Ví dụ như rằng là cái việc mà chúng ta xây dựng đối với công dân xanh á, thì chúng ta xây dựng cái tiêu chí là tiêu chí về vaccine chẳng hạn. Còn cái định lượng về số lượng của chúng ta chích vaccine là chích vaccine 2 lần thì mới được gọi là tiêu chuẩn xanh. Thì như vậy cái việc xây dựng cái bảng tiêu chí đó thì cái tính gọi rằng là tùy biến nó ở mức độ nào? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai đó thì liên quan đến cái việc chúng ta triển khai cái hệ thống đối với rằng là phục vụ cho cái ứng dụng phòng chống dịch, thì cái việc kết nối đối với các cơ sở dữ liệu nền tảng, trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu về rằng là vaccine và cơ sở dữ liệu liên quan đến cái việc xét nghiệm. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là các cái cơ sở dữ liệu này là nó nằm đối với cái ở các cái cơ sở dữ liệu của bộ ngành, và vì vậy cái việc kết nối tôi cho rằng là một cái hệ thống mà để bảo đảm được cái rằng là cho cái việc kết nối các cái cơ sở dữ liệu là để rằng là hệ thống đó bảo đảm dữ liệu để rằng là cái việc triển khai cho cái phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy được cái rằng là trong khi đó đối với cái cơ sở dữ liệu này nó phụ thuộc vào đường truyền, nó phụ thuộc là về thiết bị đầu cuối, nó phụ thuộc vào các cái máy chủ vân vân. Do vậy là rõ ràng chúng ta thấy là cái việc kết nối đối với cái cơ sở dữ liệu ở các bộ ngành, cái yếu tố rủi ro nó hết sức là quan trọng. Do vậy là từ phía cái giải pháp của FPT đó đã có tính toán đến cái việc là chúng ta dùng giải pháp cloud để thực hiện cái việc caching cho cái đối với các cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta thực hiện là kết nối đối với bộ ngành hay không. Và tôi cho rằng là nếu không có cái giải pháp về caching dựa trên công nghệ cloud thì FPT có cái đề xuất về cái giải pháp nào đối với rằng là trong cái việc kết nối cái cơ sở dữ liệu của bộ ngành. Cái thứ ba là hiện nay của chúng ta trong cái quá trình chúng ta sử dụng đó thì một số các cái tương tác về mạng xã hội, ví dụ như trên cái hệ thống Zalo là một trong những cái hệ thống mà hầu như là ở các cái địa phương trong cái các cái quá trình triển khai, và Đà Nẵng cũng vậy. Hiện nay đối với Đà Nẵng chúng tôi cũng đã triển khai ở huyện Hòa Vang là 100% các cái tổ gọi là dân phố cũng giống như là các cái thôn. Đối với cái ban điều hành rằng là ở cái tổ đó thì hầu như là được trang bị 100% các cái thiết bị về cái điện thoại thông minh và chỉ phục vụ cho cái việc đó rằng là phòng chống dịch bệnh và phòng chống thiên tai thôi. Do vậy rằng là cái việc kết nối đối với Zalo là hầu như là chúng tôi thực hiện trên cái nền tảng này. Thì riêng đối với chỗ FPT, cái giải pháp của FPT là có sử dụng cái công nghệ đối với Zalo Connect để thực hiện cái việc cào dữ liệu trong cái quá trình trao đổi giữa chính quyền tỉnh thành cũng giống như là chính quyền quận huyện đối với phường xã để kết nối đến tổ dân phố hay không. Thì cái này cũng là đề nghị FPT có cái trao đổi về cái nội dung này để cho tôi biết cho rằng là từ phía Đà Nẵng có thêm các cái thông tin trong cái quá trình rằng là thực hiện cái công tác triển khai và để chuẩn bị cho những cái việc mà trong cái việc hợp tác sắp tới. Xin hãy ý kiến ạ. Vâng, xin trả lời các anh các câu hỏi. Nhất là vấn đề kết nối, và vấn đề kết nối là vấn đề mà trong suốt bản trình bày ấy là vấn đề kết nối nói trước, nói đi nói lại là kết nối và kết nối. Thì thực ra ở thành phố Hồ Chí Minh FPT cái trải nghiệm thành công nhất của FPT là kết nối về tiêm vaccine, kết nối về xét nghiệm, tất cả các kết nối. Thì vì sao mà chị Trinh xuất hiện và chia sẻ, và chị Trinh cũng nhấn rất nhiều về kết nối. Vấn đề ở đây là chúng ta vừa rồi cũng có hỏi ý kiến của đại diện Bộ Công an phụ trách về vấn đề này. Thì Bộ Công an cũng nói rằng là Bộ Công an sẵn sàng chia sẻ cái cơ sở dữ liệu của mình để phục vụ chống dịch. Thì ta sẽ phải lao vào từng mối kết nối một
để giải quyết. Vấn đề là sự đồng ý rồi. Nhưng mà chắc chắn rằng là mình tin rằng là địa phương khi yêu cầu thì Zalo cũng vậy, rồi là tất cả các sản phẩm đều sẽ kết nối. Cái thứ hai đó là định nghĩa xanh, linh hoạt hay là cố định. Thì câu hỏi này rất là phức tạp. Nói thế mà không đơn giản. Nhưng mà ý chủ ý là linh hoạt. Trong cuộc chiến tranh ấy, mà thực sự là chiến tranh ấy, thì chúng ta phải xác định các cái mức độ thành công của cuộc chiến. Nên mà nói ngắn gọn là như thế này, số giường mà cứu được các cái trường hợp nặng, ví dụ như mình mở có 1.000 giường thì chúng ta sẽ mở sao cho cái số nặng trở nặng ấy nó không quá 1.000. Nhưng mà nếu mà thực tiễn á, mà nó chỉ có 100 giường bận thôi thì chúng ta nên mở nhiều hơn nữa. Tức là chúng ta cái mở xanh và cái tử vong là hai cái chúng ta cân nhắc với nhau. Nếu mà hạ tầng chúng ta chữa được nhiều thì chúng ta mở rộng. Nếu hạ tầng chúng ta không chữa được mà để người chết thì con người nó vẫn quý nhất. Thành ra là chúng ta phải hạn chế lại. Thì idea là như vậy. Câu hỏi cuối cùng là Zalo thì thực ra cũng là vấn đề kết nối với các hệ thống khác. Thì mình nghĩ không phải là, thực ra trong cái trình bày mà các anh thấy FPT vừa trình bày là các loại kết nối Zalo, Facebook các kiểu là kết hết ạ. Không biết thầy trả lời thế có rõ cho anh không ạ? Anh Quảng câu hỏi gì Bình không anh Quảng ơi? Cảm ơn anh Bình. Vâng, trước hết xin chào anh Bình, anh Thăng với các anh. Tôi nói qua mấy ý. Một là tôi rất là cảm xúc với lại cái cuộc hội thảo này. Và tôi cũng nhận được rất nhiều các cái thông tin qua cái tài liệu của các anh trình bày. Một cái dịp nào đó thì chắc là sẽ có trao đổi sâu hơn với lại anh Trương Tân Bình và các chuyên gia của FPT về 6 cái nội dung ở các cái bài trình bày của các anh. Thì Đà Nẵng cũng đang học tập một phần và cũng đang triển khai một phần. Tôi có 2 cái câu hỏi muốn hỏi anh Trương Tân Bình và các cái chuyên gia. Thứ nhất thì theo quan điểm của các anh thì hiện nay chúng ta chống dịch là nhằm đến vấn đề con người thì rất là đúng rồi. Nhưng mà theo các anh, các giải pháp kể cả về mặt công nghệ và các cái quan điểm, cách thức của chúng ta hiện nay ấy, nó đã đúng là chúng ta hướng vào con người hay chưa? Tôi nói một cái ví dụ. Bây giờ chúng ta kiểm soát luồng xanh thì chúng ta kiểm soát xe hay là kiểm soát người? Và nếu mà hai cái đối tượng này mà chúng ta nhằm đến là người thì phương pháp nó phải khác. Còn nếu là xe thì nó phải là khác. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là hiện nay chúng ta cứ nói là chúng ta có những cái nền tảng để kết nối. Nhưng xin thưa với anh Bình là đến thời điểm này chưa có một cái kết nối nào về kết quả xét nghiệm ở các địa phương. Và chúng tôi đang rất băn khoăn trong 4 cái tiêu chí mà chúng ta đang định xác định ở đây về công dân xanh ấy, anh Bình ạ. Dạ. Thì có một cái tiêu chí số 3 là xét nghiệm âm tính. Thế vậy thì cái kết quả xét nghiệm âm tính của CDC của anh Thăng nó sẽ được sử dụng như thế nào khi cái người lái xe đấy đi qua Đà Nẵng? Chúng ta kiểm soát người chứ không phải kiểm soát xe. Thế nhưng mà cái kết quả của CDC ở Hải Dương nó lại không được sử dụng trên cái nền tảng công nghệ. Thế vậy câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta phải giải quyết cái câu chuyện đấy như thế nào thì chúng ta mới giải quyết được cái việc lưu thông. Anh Thăng với lại anh Bình ạ. Thì tôi xin có 2 cái câu hỏi như vậy.
chắc là nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ quyết định cho các cái giải pháp của chúng ta trong cái thời gian tới. À, anh Quảng ạ, à, câu hỏi của anh thì là vấn đề là chúng ta có nên đặt nó ra ở những cái cuộc này không, hay là chúng ta cứ vượt, cứ làm rồi cứ đưa thực tế vào. Thì báo cáo với anh Quảng ấy là Hồ Chí Minh thì là tất cả đều kết nối, và khi mà có những sức ép nhất định thì Hồ Chí Minh đã vẫn dùng cái, trên thực tế là thực tiễn thôi, là vẫn dùng cái sản phẩm của mình vì bởi vì nó kết nối. Các sản phẩm khác mà dùng để cho thống nhất trên cả nước ấy là nó không kết nối, không dùng được. Cho nên kết nối là trọng yếu nhất. Anh câu hỏi rất là quan trọng. À, thứ hai nữa ấy là hiển nhiên là bài toán lớn ấy là đi từ địa phương này sang địa phương khác. Bài toán đây là hiện nay chưa ai đặt lời giải. Người mà cấp cái này đó thì không có dữ liệu y tế. Người mà cấp cái kia thì lại không có dữ liệu về nhu cầu. Tức là bài toán hơi để nói thì đơn giản, nhưng mà khi vào thực tiễn thì rất là hy vọng là sự hợp tác. Mình cũng nói với Bộ Công an là rất muốn sát cánh với Bộ Công an để đảm bảo cái lưu thông không phải xanh trong một địa phương, trong một quận, mà là phải liên thông trên cả nước. Doanh nghiệp nó cần phải trên cả nước. Và nếu Bình chỉ nói thêm một ý này chia sẻ với anh, nhất là đối với anh Thăng ngày xưa, nếu mà chúng ta làm được một cái doanh nghiệp xanh với những tiêu chí rõ ràng, theo Bình á, là doanh nghiệp xanh là doanh nghiệp được bảo vệ chắc chắn, tức là người vào chỉ xanh thôi, mà tất là ta có cũng định nghĩa thế nào là xanh. Thứ hai đó là doanh nghiệp ấy phải phân khu thật là nhỏ, để khi mà nhỡ chuyển màu thì nó chỉ chuyển màu có 10 người thôi, và khi chuyển màu là lập tức có cái vị trí cách ly ở ngay ở trong khu nhà máy. Nếu để chậm nó lan cho cả nhà máy thì rất là nguy. Và nếu mà đấy là mình yêu cầu là bạn có phân khu tối đa không quá bao nhiêu người, các khu không được đi lộn xộn, mà sản xuất nói chung để gặp nhau mà gần gũi thế này chỉ độ khoảng 10 người, 15 người là cùng, chả có cái dây chuyền nào mà 100 người gần nhau cả. Và nếu mà mình công bố những điều đó với các doanh nghiệp ấy, thì đây là một cái công bố cực kỳ quan trọng, thay đổi hoàn toàn cái vị thế của Việt Nam về thu hút đầu tư. Vì họ biết rằng ấy, là giải pháp này của chúng ta ấy, là giải pháp bền vững, không phải cho bây giờ, cho 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, là chúng ta có giải pháp an toàn về COVID, là nước đầu tiên để nói chuyện này, thì đầu tư nó sẽ vào. Còn hiện tại với những cái cách hiện nay thì ví dụ như Eurocharm là claim với ban 4 là họ đã chuyển 18% công việc ra nước ngoài, và 2 tháng nữa họ sẽ suy xét là ở hay đi. Những công việc thời gian là ít nhất là chúng ta công bố đi. Công bố cho các doanh nghiệp đi, công bố và FPT sẵn sàng. Ngày mai công bố giải pháp, rồi lúc nào triển khai chúng ta tính. Nhưng mà chúng ta, Hải Dương đã có một chính sách và một giải pháp đồng bộ chống COVID, yên tâm. Bất kể tình huống nào chúng ta cũng an toàn. Thế thì cái thông điệp này rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài ở Thái tỉnh. Mà mình làm tốt phát này là đầu tư nó đến đấy. Bây giờ ở trên thế giới tìm đâu ra cái xứ sở mà quản lý được COVID, chế ngự được COVID và chiến thắng COVID. Thông điệp rất quan trọng. Cho nên là không phải chúng ta chỉ làm thôi, mà chúng ta phải viết thành ra những cái quy chế, những cái quy định, rồi những cái văn bản để cho chứng minh rằng chúng ta đã có cách chế ngự và chiến thắng COVID. Tôi rất là đồng tình và chia sẻ ý kiến với anh Trương Gia Bình. Tôi cũng vừa thảo luận với anh em ở đây là riêng cái tiêu chí để làm cái doanh nghiệp xanh ấy, nếu chúng ta làm được ấy, thì đấy có lẽ là một trong những cái thành công. Và nếu mình quản được một cách nó đầy đủ thì đấy sẽ là một trong những cái cú hích để tạo ra những cái sự thu hút và cái sự tin tưởng của các cái doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư vào các cái địa phương.
Và tôi cũng rất là đồng tình với anh Bình, riêng về các cái quy trình để quản lý một cái doanh nghiệp xanh ở trong một cái doanh nghiệp ấy, là đòi hỏi chúng ta phải rất là kỹ và tùy vào những cái đặc điểm của từng cái loại doanh nghiệp để chúng ta xây dựng các cái tiêu chí này. Nên là cái tiêu chí này nó phải hết sức là linh hoạt, mà tôi nghĩ là nó chỉ có những cái khung thôi, và sẽ từng các cái địa phương sẽ phải quy định lên, và các cái địa phương nào mà làm càng chặt chẽ, mà doanh nghiệp là người đề xuất ra các cái tiêu chí đấy để từng các cái khu vực một. Tôi nói ví dụ khu công nghiệp thì chắc là cái tiêu chí nó khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cái tiêu chí nó sẽ khác đấy, rồi doanh nghiệp bên ngoài khu công nghiệp nó chắc chắn nó sẽ khác đi. Tôi chỉ có một cái đề xuất thêm là ở cấp độ đẳng cấp như là FPT, rồi mức độ ở tầm vĩ mô như các anh, thì các anh cố gắng làm sao tham mưu cho chính phủ để làm sao chúng ta đảm bảo được cái sự kết nối và cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta dùng chung được cho các địa phương. Tôi nói một cái ví dụ thôi, hiện nay kể cả câu chuyện về chúng ta tiêm chủng, thì cái cơ sở dữ liệu ở trên cái hệ thống của Bộ Y tế, tôi khẳng định với các anh đến thời điểm này cũng chưa hoàn toàn là sạch để đảm bảo cái tính chính xác của cái người đã được tiêm chủng, hoặc là cái người đã được tiêm một mũi, người tiêm hai mũi. Nhưng có một cái mà hiện nay chúng ta rất cần phải làm trong cái điều kiện khi chúng ta chưa tiêm chủng được đầy đủ, đó là kết quả xét nghiệm. Anh Bình ạ. Dạ. Nếu bây giờ tất cả những kết quả xét nghiệm chúng ta muốn để cho người đó được lưu thông trên đường, tham gia vào các hoạt động của xã hội, hoạt động sản xuất, thì cái kết quả xét nghiệm, mà cái kết quả xét nghiệm thì nó lại sử dụng trong một cái thời gian rất ngắn. Đấy, hiện nay chúng ta đang cho phép là chỉ có 72 giờ thôi. Thế vậy thì cái kết quả xét nghiệm ấy nó phải được khai thác sử dụng trên nền tảng chung ở phạm vi rộng, chứ không phải ở một phường, không phải ở một quận như là anh Bình vừa nói, và kể cả nó cũng không phải ở trong một cái địa phương. Chúng ta hiện nay mới đang đặt cái khái niệm công dân xanh là mới ở trong một địa phương thôi, anh Bình ạ. Dạ. Chứ chưa phải ở công dân ở một quốc gia. Tôi công dân của Đà Nẵng mà xanh thì nó phải được xanh ở cả ở Hải Dương, hoặc là Hải Dương xanh thì nó phải được thừa nhận ở cả Đà Nẵng. Dạ. Thế chứ còn nếu như bây giờ chúng ta chỉ có công dân xanh ở một quận, một tỉnh, một thành phố, thì theo tôi thì cái đấy nó chưa có giá trị gì nhiều. Xin cảm ơn anh Bình, và cũng rất là hy vọng là FPT sẽ tiếp tục có những cái phối hợp rồi hỗ trợ Đà Nẵng trong cái thời gian tới. Nói với các địa phương là riêng FPT là một trong những cái tập đoàn có cái đầu tư rất lớn vào thành phố, và thành phố cũng có cái sự quan tâm ưu ái và tạo điều kiện, và nếu như FPT thành công ở Đà Nẵng thì tôi cho rằng đây cũng sẽ là một cái mô hình rất là đáng để phát triển ở rất nhiều các cái địa phương khác. Xin cảm ơn anh Trương Bình và anh. Dạ, cảm ơn anh Quảng nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ đầu cầu Đà Nẵng ạ. Và chúng tôi nhận được những câu hỏi đến từ đầu cầu Thái Nguyên ạ. Xin mời kết nối với đầu cầu Thái Nguyên ạ. Vâng, và ngay sau đây thì chúng tôi đang kết nối với đầu cầu Thái Nguyên ạ. Vâng, xin mời đầu cầu Thái Nguyên đưa ra câu hỏi ạ. Xin mời đầu cầu Thái Nguyên bật micro lên ạ.
Trong lúc chưa kết nối được, mình cũng tranh thủ. Thực ra trong suốt thời gian vừa qua là ban 4, Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng, họp với Hiệp hội suốt trong một thời gian dài. Vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, là cái áp lực căng thẳng nó cao vô cùng. Thế thì làm việc với từng hiệp hội một, rồi là về cái khung xanh của doanh nghiệp thì về cơ bản là đã được được xác định, nhưng mà ở tại Hồ Chí Minh. Khi mà chúng ta về các địa phương của mình á, thì chúng ta chắc là cần phải xem xét thêm, bổ sung thêm, thì sẽ làm việc thêm. Nhưng mà cái chuẩn bị về phía các hiệp hội doanh nghiệp ấy là đã chuẩn bị khá kỹ. Xin mời các đầu cầu ạ. Không biết là đầu cầu Thái Nguyên đã sẵn sàng đưa ra câu hỏi chưa ạ? Vâng, và tôi cũng rất là mong những đầu cầu khác cũng sẽ đưa ra câu hỏi cho các vị ngồi đây để có thể giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc trong buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Vâng, hiện tại thì chúng tôi chưa thấy tín hiệu của đầu cầu Thái Nguyên, nên là sẽ quay lại với đầu cầu Hải Dương để chúng ta tiếp tục buổi hội thảo hôm nay ạ. Có thể nói là những câu hỏi anh Quảng nêu ra tại hội thảo hôm nay ấy, cũng là sự quan tâm của chúng tôi đấy. Và đây cũng là thực tiễn đặt ra trong cái công tác phòng chống dịch hiện nay ở một địa phương, nhưng mà rộng ra là trên địa bàn cả nước và một vùng. Thì đúng là sự liên thông kết nối về các cái dữ liệu có liên quan đến công dân trong các hoạt động lưu thông để đảm bảo sản xuất đời sống một cách nó bình thường trong điều kiện phòng chống dịch thì chúng ta đang rất là nghẽn và đang vướng. Thì tôi cũng rất mong anh Bình sẽ lưu tâm đến cái điều mà không những anh Quảng quan tâm mà các tỉnh chúng tôi đều hiện nay cũng rất quan tâm. Chính phủ thì có phê bình và nhắc nhở một số tỉnh đã áp dụng một số cái giải pháp về phòng chống dịch nó có thể nói là hơi gắt, nó ảnh hưởng đến cái việc lưu thông về người và phương tiện giữa các địa phương. Thì ở đây ấy, tôi nghĩ rằng thứ nhất là do một cái hiểu nó chưa thống nhất về các cái giải pháp phòng chống dịch, thứ hai là cái chủ trương nó chưa thông suốt, chưa liên thông. Nhưng mà một trong những nguyên nhân cơ bản mà tôi thấy anh Quảng nêu rất đúng, mà chúng tôi thấy rằng là đây là một cái thực tiễn mà chúng ta phải có giải pháp công nghệ để giải quyết. Đó là tính liên thông về các cái dữ liệu trong cái công tác phòng chống dịch của chúng ta là chưa tốt, hoặc nói khác là chưa làm được. Cho nên nó mới xuất hiện cái việc là cấp giấy đi đường ở nơi này nơi kia. Thế rồi cấp cái luồng xanh cho các phương tiện và người đi qua các cái địa phương. Nó cũng đang là những vấn đề vướng mắc. Thì tôi nghĩ rằng thế này, đây là những việc nó phát sinh từ thực tiễn, anh Bình ạ. Cho nên là chính từ thực tiễn là chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề đặt ra. Chúng ta không thể hy vọng là cùng một lúc có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà có những vấn đề chúng ta phải ưu tiên đặt ra. Ví dụ như Hải Dương, chúng tôi đang rất ưu tiên cho cái việc làm sao để có được một cái doanh nghiệp xanh. Đà Nẵng hiện nay cũng đang rất quan tâm. Và tôi rất đồng tình với ý kiến anh Bình, nếu như bây giờ chúng ta xây dựng được cái nền tảng công nghệ cùng với những cái khung khổ về mặt pháp lý và những cái giải pháp của địa phương để chúng ta đảm bảo an toàn cho một cái doanh nghiệp xanh. Thực tế thì chúng tôi thấy rằng là để đảm bảo cho một cái doanh nghiệp xanh ấy thì nó không hề đơn giản một chút nào. Bởi vì nó liên quan đến con người. Mà con người làm việc ở trong doanh nghiệp này ấy thì không đơn thuần là chỉ có ăn ở, sinh sống, làm việc trong một doanh nghiệp. Mà những con người này ấy, thì nó tham gia các hoạt động xã hội ngoài cổng doanh nghiệp mới là vấn đề chúng ta rất khó quản lý. Thế và trong cái quá trình sản xuất ở doanh nghiệp thì nguy cơ cũng rất là cao. Cho nên trong thực tiễn thì chúng tôi có thể nói các địa phương cũng đang lúng túng trong cái việc là làm cách nào để quản lý được người lao động này, trong công tác phòng chống dịch bệnh, cả trong doanh nghiệp, cả ngoài doanh nghiệp, để đảm bảo tiêu chí một cái doanh nghiệp xanh. Thì tôi rất kỳ vọng và mong rằng là nhờ công nghệ
thì chúng ta có thể tạo ra những cái ứng dụng để có thể mà kiểm soát được những cái nhóm đối tượng này. Tôi lấy ví dụ Hải Dương, hiện nay chúng tôi có áp dụng cái giải pháp là lập những cái nhóm Zalo khoảng 20 người trong một nhóm để hàng ngày có việc khai báo y tế và tự kiểm soát và tự cung cấp thông tin cho nhóm trưởng, để từ đó nhóm trưởng tổng hợp nó báo cáo lên cấp trên để mà phân tích xử lý những vấn đề tình huống phát sinh trong công tác phòng chống dịch. Tôi lấy ví dụ như vậy. Cũng xin thưa anh Bình là vì thời gian nó không cho phép, mà đặc biệt trong một cái ngày rất là đặc biệt của các anh hôm nay, thì tôi nghĩ là FPT cũng còn nhiều chương trình khác. Thì sau đây xin đề nghị anh Bình sẽ cho thông qua cái kế hoạch triển khai thực hiện và chúng ta sẽ thống nhất một số việc cụ thể để chúng ta triển khai trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời anh Bình. Một lần nữa cảm ơn anh Thăng, cảm ơn các anh bí thư các tỉnh, cảm ơn các quý vị lãnh đạo đã dành một cái thời gian rất là đáng kể để chúng ta cùng nhau trao đổi về một cái chủ đề mà chúng ta cực kỳ quan tâm ấy, là làm thế nào để mà có thể kiểm soát được, làm thế nào để bình thường hóa được. Và thời gian ấy, chúng ta chỉ có tính được bằng đơn vị tháng thôi. Thế chính vì vậy thì là rất cảm ơn là cái cuộc hội thảo này chúng ta có một tiếng nói chung, có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải ngồi xuống thống nhất. Và có những vấn đề cũng tương đối phức tạp, nhạy cảm, như những câu anh Quảng hỏi nhưng mà Bình không thể trả lời thẳng ra, bởi vì là nó cũng không thống nhất được ở các cái, nhưng mà chúng ta sẽ phải giải quyết vì cái lợi ích của người dân, vì lợi ích của doanh nghiệp, vì cái tương lai của chúng ta. Thế thì Bình đề xuất tức là chỉ trong tuần tới là FPT bắt đầu có anh cho một đầu mối để bàn về triển khai cái giải pháp tổng thể chống dịch. Giải pháp tổng thể chống dịch. Thì thực ra giải pháp tổng thể này như đã báo cáo với anh là 6 cái thành tố chính. Nếu mà làm đúng thì chúng ta sẽ có 6 đối tác. Nhưng mà thôi thì ta cứ bắt đầu, anh cứ bắt đầu từ một đối tác trước để sang bàn. Nếu mà cần chúng ta sẽ mở rộng ra tiếp nữa. Nhưng mà phải làm rất nhanh. Thì hy vọng là tuần sau chúng ta đã có thể có một cái khung để triển khai, khung kế hoạch. Không biết thời hạn như vậy anh Tăng thấy nào? Càng nhanh càng tốt ạ. Vâng. Bởi vì thực tế và đang hợp tác với nhau. Dạ. Và đang ứng dụng. Cho nên bây giờ chúng ta xây dựng một cái khung để mà triển khai cái vaccine công nghệ này đấy. Thì tôi thấy rằng trong một tháng là hoàn toàn có thể triển khai được. Sẽ cố trong một tháng thôi. Tờ triển khai xong á. Đặt tốc độ thần tốc. Vâng, có khi chuyển lời cho anh Thăng nói lời kết luận cuối cùng ạ. Kính thưa anh Bình và các vị lãnh đạo của FPT. Thưa toàn thể các đồng chí ở các cái đầu cầu các tỉnh tham gia hội thảo. Hôm nay vào một ngày rất là đặc biệt của FPT, gắn với hai con số 3, kỷ niệm 33 năm ngày thành lập của FPT. Một lần nữa thì chúng tôi rất là tự hào với cái sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của FPT. Không những là đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước, mà chúng tôi nghĩ rằng là còn mang lại cái niềm kiêu hãnh tự hào cho một cái quốc gia về cái sự phát triển công nghệ không kém gì các cái cường quốc về công nghệ trên thế giới. Trong lĩnh vực phòng chống dịch thì chúng tôi thấy rằng là FPT cũng đã rất nhanh chóng chung tay chia sẻ cùng với đất nước và các địa phương trong các phòng chống dịch. Và cái việc mà FPT đã nhanh chóng ứng dụng các cái nền tảng công nghệ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong cái đợt cao điểm vừa rồi là một minh chứng đầy thuyết phục. Và hôm nay trên cái nền tảng đó thì FPT có tổ chức hội thảo chuyển đổi số phòng chống dịch với tỉnh Hải Dương và các cái tỉnh khác có quan tâm. Thì qua một thời gian làm việc rất là nhanh chóng và trong một không khí rất là cởi mở, đầy trách nhiệm, đầy chia sẻ và mang cái tính công nghệ rất là cao. Thì đến nay chúng ta có thể khẳng định là cái hội thảo của chúng ta đã thành công khá là tốt đẹp. Tại hội thảo này ấy, thì các đại biểu của chúng ta đã được nghe những ý kiến rất là quan trọng, đặc biệt là ý kiến của anh Trương Gia Bình cùng các vị lãnh đạo của tập đoàn FPT. Đã đưa ra những cái cách nhìn
những cái cách tiếp cận, cách tư duy mới, giải pháp mới về công tác phòng chống dịch trên cái nền tảng và cách tiếp cận của công nghệ để chúng tôi thấy rằng là thống nhất rất cao. Và qua buổi hội thảo hôm nay ấy, thì tôi có thể chốt lại một vấn đề ngắn gọn như sau. Là trước hết là chúng ta thống nhất cao về mặt nhận thức. Mấy điểm mà anh Bình đã nêu tôi xin nhắc lại thôi. Thứ nhất là cái cuộc chiến chống dịch COVID-19 đó là một cuộc chiến tranh nhân dân to lớn, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh của toàn dân thì mới có thể chiến thắng được dịch bệnh. Thứ hai nữa là trong cuộc chiến chống dịch này thì nó đặt ra những cái bài toán rất mới và cũng là rất khó, rất phức tạp trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế xã hội rồi đến những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, liên quan đến đời sống người dân, liên quan đến học tập, rồi liên quan đến cái sự phát triển bền vững, vân vân. Thì đòi hỏi lãnh đạo và chính quyền địa phương ấy, và cả hệ thống chính trị phải có giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và hết sức quyết liệt. Nhưng mà chúng ta phải bổ sung thêm một cái giải pháp rất quan trọng mà chúng ta đã thống nhất ngày hôm nay, cũng như thực tiễn đã cho thấy. Đó là tất cả những giải pháp nêu trên phải dựa trên một cái nền tảng công nghệ phù hợp trong chống dịch. Đây là điều chúng tôi thấy rằng là thống nhất rất là cao. Cái thống nhất thứ ba đấy là Icovax, mà chúng ta gọi là vaccine công nghệ của FPT, là một cái nền tảng giải pháp công nghệ toàn diện cho công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Hướng tới ba mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong. Thứ hai là mục tiêu về phục hồi kinh tế. Và thứ ba là mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội. Chúng tôi thống nhất rất cao với ba mục tiêu của Icovax và những ứng dụng cụ thể Icovax do các vị tổng giám đốc của các cái công ty thành viên FPT đã giới thiệu ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng đầy thuyết phục. Và đây cũng chính là những cái kết quả của quá trình nghiên cứu và áp dụng từ thành phố Hồ Chí Minh và những địa phương khác, chứ không phải là chỉ có trên ý tưởng. Và với cái mục tiêu cao nhất mà hiện nay lãnh đạo địa phương chúng tôi đều đặc biệt quan tâm, đó là thực hiện mục tiêu kép do chính phủ nêu ra, là vừa chống dịch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, nhưng mà lại phục hồi được sản xuất kinh doanh, đảm bảo các cái hoạt động xã hội diễn ra bình thường trong cái trạng thái bình thường mới. Thì đây là một cái bài toán khó, nhưng mà chúng tôi tin là bằng công nghệ và các giải pháp phù hợp khác thì chúng ta sẽ thành công. Đây là nhóm vấn đề thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là thống nhất về mặt nhận thức thông qua buổi hội thảo ngày hôm nay. Vấn đề lớn thứ hai đó là thống nhất về hành động. Thì thứ nhất là chúng tôi thống nhất cao với ý kiến của anh Bình đã nêu là trong vòng một tháng thì giữa FPT và Hải Dương chúng ta sẽ xây dựng một cái khung kế hoạch làm sao thật rõ trên cơ sở năm rõ của tỉnh Hải Dương. Đó là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm để chúng ta triển khai bắt tay vào thực hiện ngay. Và tôi nghĩ là có thể ngay trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng kế hoạch thì đã thể áp dụng ngay một số cái giải pháp phần mềm rồi. Không nhất thiết phải chờ đến khi mà chúng ta phải xây dựng xong kế hoạch để chúng ta tận dụng thời gian một cách tốt nhất. Và để kế hoạch này thành công thì tôi xin đề nghị về phía FPT thì nhanh chóng hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương chúng tôi được nhận chuyển giao các cái giải pháp phần mềm vào trong thực tiễn của tỉnh, giúp cho địa phương trong việc tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn theo tính chất là cầm tay chỉ việc để áp dụng được các giải pháp này vào địa phương một cách thành công. Và thứ hai là giúp cho địa phương tổ chức lại thế và tạo ra những cái ứng dụng đơn giản, gọn, nhẹ, thống nhất và dễ sử dụng, dễ thực hiện cho người dân trên cái nền tảng, trên các cái nền tảng công nghệ khác nhau hiện nay. Thì chúng tôi mong muốn FPT sẽ tư vấn giúp cho Hải Dương là làm sao cùng với cái nền tảng công nghệ FPT kết hợp với các cái nền tảng khác thì chúng ta có được những cái nền tảng làm sao mà người dân người ta dễ sử dụng, thuận tiện cho người dân, thuận tiện cho doanh nghiệp. Thì cái này mà chúng tôi rất là mong muốn. Thế còn ở phía tỉnh Hải Dương thì ngay sau cuộc hội thảo này thì Thường trực tỉnh Hải Dương giao lại cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân tỉnh xây dựng một cái kế hoạch để tiếp nhận và triển khai ngay các cái giải pháp công nghệ Icovax do FPT giúp đỡ hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương.
Và cái kế hoạch này ấy, sẽ áp dụng trên tất cả các lĩnh vực, các cái nhóm đối tượng mà cái giải pháp ECOVAX này đã hàm chứa và xây dựng. Nhưng mà trong đó thì chúng tôi đặc biệt quan tâm để ưu tiên cho cái việc phòng chống dịch trong doanh nghiệp, với cái mục tiêu Hải Dương làm sao nhanh chóng xây dựng được các cái giải pháp công nghệ cùng với những cái giải pháp kỹ thuật khác để đảm bảo cho được một cái hành lang và đảm bảo cho được một cái không gian, đảm bảo cho được một cái vùng mà chúng ta gọi là vùng xanh, mà đặc biệt là cái vùng xanh này ấy, là vùng xanh trong doanh nghiệp. Và tôi nhất trí rất cao với anh Bình ấy, bây giờ vấn đề cốt lõi chúng ta có phát triển được hay không ấy, là vấn đề đảm bảo sản xuất kinh doanh. Và có đảm bảo sản xuất kinh doanh một cách bền vững và an toàn thì mới tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào các địa phương như tỉnh chúng tôi. Và có đầu tư, có thu hút được đầu tư thì chúng ta mới phát triển được một cách mạnh mẽ. Thì đây là một cái việc tôi cho rằng là việc khá là quan trọng với các địa phương. Còn đối với tỉnh Hải Dương thì chúng tôi cho rằng đây là một trong những giải pháp cần ưu tiên trong thời gian tới, để rất mong FPT sẽ giúp Hải Dương trong cái bối cảnh chúng ta còn nhiều công việc, nhiều lĩnh vực phải quan tâm. Nhưng mà đây là cái việc chúng tôi rất mong muốn được triển khai sớm, triển khai có hiệu quả và thực sự là nó tạo ra hiệu ứng tốt trong cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương cũng như là các cái tỉnh khác. Về thống nhất thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên ngắn gọn như vậy thôi. Còn quan trọng là sắp tới đây thì các cơ quan chuyên môn của Ủy ban tỉnh Hải Dương có liên quan, mà đầu mối là Sở Thông tin Truyền thông, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái bộ phận trực thuộc FPT có liên quan để triển khai nhanh chóng. Mặc dù trong điều kiện Hà Nội hiện nay vẫn còn đang cách ly 16 theo chỉ thị 16 của một số vùng đỏ, nhưng mà chúng ta thể làm việc qua hình thức trực tuyến để chúng ta triển khai thực hiện ngay. Thì đây là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Thế và cùng với đó thì cũng mong muốn là FPT sẽ hỗ trợ cho Hải Dương trong những cái công việc khác mà chúng ta đã ký kết trong cái chương trình phối hợp với nhau để thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương và các tỉnh tham dự tại các đầu cầu, xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 33 của tập đoàn FPT. Chúc mừng tập đoàn sẽ không ngừng lớn mạnh, đưa ra nhiều giải pháp công nghệ hữu ích cho sự phát triển của đất nước, khẳng định cái thương hiệu về công nghệ của Việt Nam và chắp cánh cho Việt Nam chúng ta bay cao bay xa trên cái gọi là thị trường công nghệ của thế giới. Thế và chúng tôi cũng rất mong muốn là FPT sẽ đồng hành với các tỉnh, trong đó có Hải Dương, trong việc phòng chống dịch COVID một cách thành công, kiểm soát một cách chủ động, an toàn để chúng ta có thể là duy trì tất cả mọi hoạt động trong cái trạng thái bình thường mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, kính chúc anh Bình mạnh khỏe và có nhiều ý tưởng mới, nhiều cái sáng kiến mới giúp cho các địa phương chúng tôi. Xin cảm ơn và chúng ta có thể là kết thúc hội thảo ở đây. Mong anh xin mời anh Bình có ý kiến phát biểu để chúng ta kết lại chương trình hội thảo ngày hôm nay. Tổng kết của anh là 5 rõ, có thể còn lại còn 6-7 rõ hết rồi, rõ hết rồi. Bây giờ chúng ta xin một tràng vỗ tay để chia tay và chúng ta lao vào công việc. Vâng. Lãnh đạo của tập đoàn FPT cũng như cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các đầu cầu ạ. Xin trân trọng cảm ơn.